Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy, vào giờ này đạo tràng của chúng con đã ổn định trang nghiêm. Toàn thể Phật tử chúng con xin đê đầu đảnh lễ, thành tâm cung thỉnh Thầy Quang Lâm Chánh Điện để ban bố cho chúng con thời kinh Lăng Nghiêm chiều hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi đề nghị ban chung cổ cử ba hồi chuông trống Bát Nhã để cung đón Thầy Quang Lâm. Toàn thể đạo tràng cùng chúng tôi chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng, trong mấy kỳ vừa qua chúng ta đã học hết cái phần thu 18 giới. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học cái phần thu 7 đại. Thì đây là cái phần tương đối chuyên môn. Thường thì cái thấy nhìn chúng ta cũng như cái học Phật căn bản á, thì cái gì nó có ra trong trần gian này đều do duyên hợp. Nhưng mà ở đây Đức Phật lại nói tất cả những cái mà chúng ta đã thấy nghe từ xưa giờ nó không phải là nhân duyên, mà nó cũng không phải tự nhiên. Tức là cái phần mà Đức Phật muốn đưa chúng ta đi tới một cái tầm cao của trí huệ để chúng ta có thể nhận được cái đại trí huệ thực sự của chính mình. Thì khi một người mà thấu hiểu được cái đại trí huệ đó thì người ta sẽ tự động tương ứng cái trí tuệ, cái thấy biết người ta tự động tương ứng với cái chỗ phi nhân duyên, phi tự nhiên. Còn bây giờ chúng ta học để chúng ta có cái khái niệm về chuyện đó thôi. Tức là khi mà một người đang cầu học Phật Pháp á, mà nói tới cái chuyện phi nhân duyên, phi tự nhiên, có khi người ta cảm thấy nó bị choáng ngợp. Thì mình học các Pháp là vô thường, nếu mà có trí tuệ bình thường thì chúng ta có thể chấp nhận.
Sau đó chúng ta cứ dội dội chút nữa chúng ta thấy tất cả các pháp là do nhân duyên hợp. Nhưng mà theo các cái lý luận ở cái phần kinh điển Đại Thừa thì các pháp là tự tánh không. Tự tánh không đó nó cũng còn chưa có thoát khỏi cái nhân duyên và tự nhiên. Nhưng mà tới đây thì Đức Phật lại lý luận tất cả những cái thấy biết của mình ở nơi căn và trần thức, tức là trong 18 giới, 6 căn, 6 trần và 6 thức của mình, nó không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Và tới đây Đức Phật lại nói tới bảy đại. Thì cái hiểu biết thường của xã hội thì họ cho cơ thể con người ta chỉ có 5 phần. Và đến Đạo Phật thì nói được tới 6 phần hoặc nó 7 phần của cơ thể. Ở đây Đức Phật nói tới không đại, kiến đại, thức đại, tức là qua tới bảy đại. Thì lần lần chúng ta sẽ biết được bảy cái đại này, tức là cái nhìn của Đạo Phật về con người nó tới một cái tầm sâu thật sự, chứ không phải là trí tuệ Đạo Phật đơn giản. Và như hồi đầu chúng ta đã nói là đây là một bản kinh Lăng Nghiêm, mà một trong những bản kinh mà mổ xẻ con người đến tuyệt đối. Mổ tới không còn có chuyện gì để có thể mổ nữa, để con người có thể tan nát, biến thành không. Sau khi mà chúng ta học bản kinh Lăng Nghiêm, từ đầu cho tới bây giờ, nếu chúng ta theo dõi kỹ và học một cách rất là nghiêm túc, thì cái nhìn của chúng ta về cuộc sống, cái nhìn của chúng ta về đạo lý nó có cái phần thay đổi. Vì từ trước giờ mình cứ thấy là mắt, chúng ta thấy sắc rồi chúng ta khởi niệm phân biệt, tức là có căn rồi có trần có thức, là một cái gì rất thật. Nhưng bây giờ Đức Phật nói nó không phải là không thật nữa, mà nó cũng không phải do nhân duyên, nó cũng không phải do tự nhiên. Thì cái phần này đến đây Đức Phật, sau khi mà Đức Phật nói 18 giới thì trong hội chúng cũng hết sức là hoang mang. Lúc này là A Nan là người đầu tiên đứng ra bạch Phật với cái tâm hoang mang của mình, tại sao mà căn trần thức nó lại không phải nhân duyên, không phải tự nhiên. Lúc này A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, Đức Như Lai thường nói về cái nghĩa nhân duyên hòa hợp. Tất cả các thứ biến hóa trong thế gian đều nhân tứ đại hòa hợp mà phát ra. Tại sao Đức Như Lai lại bác bỏ cả hai nghĩa nhân duyên và tự nhiên? Nay con chẳng biết nghĩa như thế nào, cuối mong Phật thương xót khai thị cho chúng sanh cái nghĩa rốt ráo trung đạo, không còn các điều hí luận. Cái chỗ này chúng ta thấy A Nan bắt đầu nghi. Tại vì là cái thân chúng ta là có đất, là có nước, có gió, có lửa hòa hợp mà thành cái thân. Bây giờ Đức Phật lại nói nó không phải nhân duyên, không phải tự nhiên, thì cái điều này rất là khó tin với cái tâm thức bình thường. Cho nên là A Nan thắc mắc, nhờ Đức Phật chỉ dạy để cho thoát khỏi cái nghi lầm, thoát khỏi cái hí luận thường tình của thế gian. Thì khi ấy Đức Thế Tôn bảo A Nan rằng: Trước kia do ông nhàm chán các pháp thanh văn, duyên giác của tiểu thừa, phát tâm cầu vô thượng Bồ đề, nên ngày nay tôi vì ông mà chỉ bài đệ nhất nghĩa đế. Tại sao ông còn đem vọng tưởng nhân duyên hí luận ở thế gian mà tự ràng buộc? Ông tuy học nhiều mà giống như người nói tên thuốc, đến khi thuốc thật hiện trước mắt thì ông không thể phân biệt. Như Lai nói thật đáng thương xót. Nay ông hãy nghe cho kỹ, tôi sẽ vì ông phân tích chỉ dạy, và cũng khiến cho người tu pháp Đại Thừa ở đời sau thông đạt được thật tướng. Hồi đầu bản kinh đó thì Ngài A Nan cũng chê cái pháp tiểu thừa, phải không? Và cái pháp duyên giác, thanh văn là duyên giác. Cho nên Đức Phật mới nói tới cái pháp đệ nhất nghĩa đế này. Đạt tới đệ nhất nghĩa đế là không phải là phi nhân duyên, phi tự nhiên nữa, mà phi tứ cú, tuyệt bách phi. Nếu mà chúng ta có học Kinh Lăng Già, chúng ta sẽ thấy cái lối lý luận đó, 100 cái ngôn cú mà nói về đạo lý đều cũng không đúng. Bốn cú tức là có không mà chẳng phải có, chẳng phải không, vừa chẳng phải có, vừa chẳng phải không, chẳng phải chẳng có, chẳng phải chẳng không, đều không phải, thì không phải gọi là phi tứ cú. Và 100 điều của Ngài Đại Huệ đưa ra với Đức Phật đều được bác là tuyệt bách phi, tức là 100 câu của Ngài Đại Huệ khẳng định điều đó đều sai. Vậy vậy là tất cả những cái hí luận thế gian mà muốn đặt để muốn hiểu biết và muốn gá gắm tới cái chỗ chân thật này đều không đúng. Cho nên là trong cái hệ thống kinh điển Đại Thừa, chúng ta
học để chúng ta gọi là dắt cạn hết cái hiểu biết của mình, thì chúng ta mới có một chút phần tương ưng, một chút phần tương ưng. Còn học kinh điển Đại Thừa để chúng ta có thể hiểu được kinh điển Đại Thừa là chúng ta càng đi xa hơn, chứ chúng ta không biết đến lý thật. Vì vậy Đức Phật nói là ở đây Đức Phật muốn cho Ngài A Nan ở trong pháp hội của Đức Phật ngày xưa, cũng cho muốn cho cái người học đạo ngày hôm nay, tức là chúng ta là những người học đạo Đại Thừa ngày hôm nay, phải thấu tột được thật tướng, chứ không muốn cho chúng ta rớt vào cái hí luận của thế gian. Cái hí luận nhân duyên, hí luận tự nhiên đều là hí luận đối với cái kinh điển Đại Thừa. Đây là cái người học Phật chúng ta phải biết. Như vậy học những cái kinh điển này á, thì các vị theo cái hệ thống kinh điển nguyên thủy họ sẽ, không phải nói từ bình thường mà họ sẽ chửi mình thì đúng hơn. Tại vì sao? Tại vì là khi mà chúng ta học cái hệ thống kinh điển nguyên thủy thì chúng ta mới thấy rằng ví dụ như lý vô thường, lý nhân quả và luân hồi á, thì nó đã có trước cái thời Đức Phật, nhưng mà nó chưa được chuẩn xác lắm. Đến khi Đức Phật thành Phật rồi thì Đức Phật minh định lại cái lý nhân quả, lý vô thường và luân hồi. Nhưng mà riêng cái lý nhân duyên á, thì chưa có đạo giáo nào nói, chỉ có Đức Phật ra đời Đức Phật mới nói lý nhân duyên mà thôi. Cho nên là cái hệ thống kinh điển nguyên thủy rất coi trọng cái lý nhân duyên này. Thì bây giờ bước vào hệ thống kinh điển Đại Thừa của Lăng Nghiêm này thì Đức Phật là bác luôn những lý nhân duyên nữa. Thì như vậy là các vị theo hệ thống kinh nguyên thủy cho rằng kinh điển Đại Thừa là quái thai của Phật giáo. Nói rằng nếu mà bác lý nhân duyên là coi chừng bị ăn đòn rồi. Nếu không phải là một người tu Đại Thừa mà vững vàng á, mà nói chuyện với các vị sư nguyên thủy mà nói là không phải nhân duyên, không phải tự nhiên, coi chừng bị sách gậy rượt chạy ra khỏi chùa mất á. Thật ra là những người mà đã hành trì theo nguyên thủy Phật giáo thì không thể chấp nhận được lý luận này. Cho nên chúng ta phải biết, sau này mà nếu mình có ngồi chơi nói chuyện với các vị Phật tử mà nguyên thủy thì chúng ta cũng phải dè dặt. Thì ngày khi nào mà chúng ta rất là vững lý thì chúng ta mới có thể nói được. Đức Phật dạy A Nan, như lời ông nói, bốn đại hòa hợp phát minh ra các thứ biến hóa trong thế gian này A Nan, nếu tính của các đại thể chẳng hòa hợp thì chẳng hay xen lộn hòa hợp với các đại khác, cũng như hư không không hòa hợp với các sắc tướng. Nếu tính của các đại mà hòa hợp thì đồng như các thứ biến hóa, trước sau thành nhau, sinh diệt tiếp nối, sinh rồi diệt, diệt rồi sinh, sinh sinh diệt diệt như vòng lửa xoay vòng, chưa có dừng nghỉ. A Nan, như nước thành băng, băng trở lại thành nước. Tức là ở đây Đức Phật bắt đầu dẫn cho chúng ta từ từ. Đức Phật nói là nếu mà cái bốn đại này nó hòa hợp để nó biến hóa ra tất cả các pháp thế gian á, thì nó sẽ lại là một sự hòa hợp xen lộn với nhau để hình thành các pháp. Giống như là bây giờ cái này nó sinh, cái kia nó diệt, cái kia nó sinh, cái nọ nó diệt, nó hòa hợp trộn lẫn với nhau để biến hóa ra tất cả mọi cái. Giống như từ nước là chuyển thành nước đá, từ nước đá rồi tan trở lại thành nước, là nó có một sự hòa hợp như vậy. Nhưng mà sự thật bốn đại mà chúng ta đang mang nơi thân chúng ta, mỗi mỗi nó có một cái sự riêng khác. Bởi vì chúng ta thấy là gồm bốn cái này lại á, thì mới thành được cái thân của mình. Thì nhìn theo cái nhìn của thế gian á, thì bốn đại nó có một cái gì hòa hợp với nhau, nhưng mà thực sự là nó không phải hòa hợp. Không phải hòa hợp bởi vì á, trong thân chúng ta nước nó vẫn nguyên là ướt, chứ cái nước không thể khác được. Cái gió nó vốn là động, chứ cái gió nó trong thân chúng ta cũng không thể là thành đất cứng được. Gió không thể thành đất cứng được. Rồi cái đất cứng nó vốn là cứng, chứ nó không có thành ướt được. Cái hơi ấm chúng ta nó vốn là ấm, cho nó không thể thành lạnh được. Thì vậy là cái thân chúng ta đang mang đây nó có bốn cái, phải không? Là ấm nè, là ướt nè, là cứng nè, và động. Bốn cái này nơi thân. Thì không có một cái vật chất nào thế gian thiếu bốn cái điều này. Thì vậy là nếu có bốn điều này mới thành được cái thân chúng ta, thì theo cái nhìn của thế gian nó là bốn đại hòa hợp rõ ràng. Nhưng ở đây Đức Phật lại thấy nó là thực sự không có hòa hợp. Mặc dù chúng ta thấy nó như trộn lẫn với nhau mà nó không có hòa hợp. Giống như trong một cái ly, chúng ta bỏ cát vô, một ly để đầy nước bỏ cát thì chúng ta quậy, thì chúng ta thấy nó cát nó trộn lẫn với nước như vậy. Thì chúng ta nghĩ là cát với nước này nó đã hòa hợp rồi, nhưng mà thực sự cát với nước này cũng không có hòa hợp.
Như thế nhìn một cái nhìn khác thì các cái nước nó vẫn, cát nó vẫn nguyên là cát, mặc dù nó ở chung nhưng mà cát vẫn nguyên là cát, nước nó vẫn nguyên là nước. Giống như cái thân chúng ta vậy, cái ước nó vẫn nguyên là ước, chứ nó không phải giờ mất cái ước. Ước khi nó trộn với đất thì nó mất cái ước, không phải như vậy. Và hơi ấm chúng ta nó luôn luôn là ấm, chứ nó không thay đổi được, mặc dù nó ở chung trong một cái thân. Và khắp cái không gian này nó đều có đầy đủ bốn đại như vậy, nhưng mà mỗi cái đều có một cái tính thể riêng biệt của nó mà không bị trộn lẫn để mất đi tính thể của nó. Vì nước nó giống là ướt thôi chứ không có cái gì khác được. Nào nói tới nước thì dù có nước nào nó cũng là ướt. Bao nước màu đỏ, màu đen, màu trắng, nước nóng, nước lạnh, nước gì, nước đục, nước trong nó cũng là ướt. Thì đó là tính thể của nước rồi. Thì cái đó không thể bị trộn lẫn được. Mặc dù thân ta có đầy đủ bốn cái đó, nhưng mà nó không lẫn lộn. Thì cái gì ra cái đó rõ ràng. Như vậy là đến cái phần kế tiếp Đức Phật nói, ông hãy xem cái tính của địa đại, lớn là đất liền, nhỏ là vi trần, cho đến lân hư trần, do chẻ chất cực vi bên mé sắc tướng ra bảy phần mà thành. Nếu chẻ lân hư trần nữa thì thật là tính của hư không. A nan, nếu cái lân hư trần này mà chẻ thành được hư không thì biết hư không cũng sinh ra được sắc tướng. Nay ông hỏi, bởi do hòa hợp sinh ra các tướng biến hóa trong thế gian, vậy ông hãy xem một lân hư trần này dùng bao nhiêu hư không mà được, mà bao nhiêu hư không hòa hợp mà có. Chẳng lẽ lân hư trần hòa hợp thành lân hư trần? Lại nếu lân hư trần chẻ được thành hư không thì dùng bao nhiêu sắc tướng hợp lại mà thành hư không? Nếu khi sắc tướng hợp lại là hợp sắc tướng, không thể thành được hư không. Còn nếu hư không hợp lại là hợp hư không, không thể thành được sắc tướng. Sắc tướng còn có thể chia chẻ, hư không làm sao hợp được? Ông vốn chẳng biết trong Như Lai Tạng, tính sắc là chân không, tính không là chân sắc, thanh tịnh sẵn có như vậy, trùm khắp cả pháp giới, tùy tâm chúng sanh đáp ứng với lượng hay biết, theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian không biết lầm cho là nhân duyên và tính tự nhiên, đều là những so đo phân biệt của ý thức, chỉ có lời nói suông đều không có nghĩa thật. Giờ bắt đầu Đức Phật nói tới cái địa đại, tức là đất. Cái đất Đức Phật nó lớn, lớn như là cái quả địa cầu của chúng ta. Còn cái nhỏ nhất là cái vi trần. Nhỏ nhất là vi trần. Nhưng mà Đức Phật lại nói tới cái vi trần này á, với trí tuệ ngày xưa Đức Phật ví dụ rất là đặc biệt, mà chúng ta không thể thấy cái thời của Đức Phật có một ví dụ nào mà tuyệt vời hơn về cái nhỏ nhiệm của sắc tướng đó. Chúng ta có nghe là thố mao đầu trần, ngưu mao đầu trần, có nghĩa là cái vật chất mà nó nhỏ bằng cái đầu của cái xà lông con thỏ. Thố mao đầu trần tức là đầu xà lông con thỏ. Thì cái đó nó rất là nhỏ. Cái đầu sợi lông con trâu thì nó lớn, phải không? Nhưng mà cái đầu sợi lông con thỏ là bắt đầu nó rất là nhỏ, chúng ta rất là khó thấy. Chúng ta nhìn con thỏ nó đầy lông như vậy, nhưng mà chúng ta thấy cái đầu cộng lông nó thì rất là khó thấy rồi. Nhưng mà đầu cộng lông con thỏ nó cũng còn lại lớn, mắt chúng ta có thể thấy được. Thì Đức Phật ví dụ như một cái hạt lân hư trần thì nó tương đương với cái đầu cái lông con thỏ mà chẻ làm 7 lần. Lúc đó mắt thường chúng ta là hết thấy nổi rồi đó. Ví dụ như đầu con tóc chúng ta có thể thấy được, phải không? Nhưng mà cái đầu con tóc chúng ta lại chẻ làm 7 lần á thì mới được là một cái lân hư trần. Và rồi cái lân hư trần đó nếu được chẻ nữa thì nó biến thành hư không, tức là nó không còn là vật chất nữa. Thì sau này khoa học phát triển mới nói tới cái phân tử, mới nói tới cái nguyên tử, vân vân, tức là những cái vật cực nhỏ mà cái từ ngữ khoa học nói được. Nhưng mà cái thời Đức Phật thì không nói tới cái nguyên tử, không nói tới phân tử, mà Đức Phật lại nói tới cái lân hư trần. Lân hư trần là cái bờ mé cuối cùng của sắc tướng. Bờ mé cuối cùng của sắc tướng. Và nếu mà chẻ nhỏ cái bờ mé cuối cùng sắc tướng, tức là cái lân hư trần này nó chẻ nhỏ nữa thì nó liền biến thành hư không. Biến thành hư không.
Thì ở đây Đức Phật ví dụ một cái địa đại chúng ta nói nhỏ đến mức độ là nhỏ nhất là cái lân hư trần, theo cái nhìn của theo cái trí tuệ của Đức Phật ngày xưa nói như vậy. Thì nếu như cái lân hư trần này mà trẻ để biến thành được hư không thì biết rằng hư không cũng có thể sanh ra được sắc tướng. À, nếu mà chúng ta nói như bình thường như vậy, theo cái nhìn của thế gian thì bây giờ vật chất mà trẻ nhuyễn cho tới biến thành hư không, nghiền nát để trở thành hư không, thì vậy là hư không này nó sẽ sanh trở lại sắc tướng. Nhưng mà thật sự cái mắt thường dùng cái từ là vật chất trẻ nhỏ thành hư không thì nó có một sự lầm lẫn tương đối cũng lớn. Tại vì rõ ràng trong hư không này thì cái vật chất mà nó là nghiền cho tan để thành hư không thì cái điều đó nó không thể xảy ra. Nó chỉ là một vật chất lại càng nhỏ nhiệm đến mức độ cực vi của nó. Thì nó ở trong hư không, nó bay ở trong hư không nhưng mà nó không thành hư không. Nó cũng là một cái dạng vật chất rất là cực nhỏ. Thì bây giờ ở đây Đức Phật nói là bởi do hòa hợp mà sinh ra các tướng biến hóa trong thế gian. Vậy ông hãy xem một lân hư trần này dùng bao nhiêu hư không mà hòa hợp. Tức là Đức Phật hồi nãy cho rằng cái lân hư trần nghiền nhuyễn để có thể là biến thành hư không. Thì bây giờ hư không cũng có thể sanh ngược trở lại vật chất. Vật chất biến thành hư không sanh ngược lại vật chất. Thì như vậy là bao nhiêu hư không mà gom lại thành một lân hư trần. Hoặc là Đức Phật đặt ngược lại là bao nhiêu hư trần mà gom lại để có thể biến thành hư không. Thì Đức Phật nói là sắc tướng. Nếu khi mà sắc tướng hợp lại á, là hợp sắc tướng chứ không thể hợp hư không được. Còn hư không hợp lại thì cũng thành hư không chứ không thể thành sắc tướng. Cái mỗi cái nó đều có một cái vị rõ ràng của nó. Mặc dù bên ngoài chúng ta nhìn thấy nó có một cái sự trộn lẫn với nhau. Nó đang xen, nó hòa quyện với nhau. Nhưng mà cái gì ra cái đó. Giống như bây giờ chúng ta nhìn thấy một cái cây. Nhìn thấy một cái cây. Mỗi cái cây chúng ta nhìn thấy với mắt thường của mình nó đặc. Chúng ta mới thấy bây giờ khoa học phát triển á, thì cái vật nào mà loãng á, nếu mà đưa vô máy để mà nhìn á, thì chúng ta thấy cái dao động phân tử nó chậm. Cái vận tốc của phân tử này đến phân tử kia rất là chậm. Ví dụ không khí thì từ cái dao động mà những cái phân tử ở trong không gian của chúng ta nó dao động chậm. Nhưng mà tới cái nước á, thì cái dao động phân tử của nước bắt đầu nó nhanh hơn dao động phân tử của không khí. Cho tới cái vật mà nó cứng hơn nước một chút á, thì cái dao động phân tử nó lại nhanh hơn chút nữa. Và vật cứng chừng nào thì cái vận tốc dao động của phân tử nó càng nhanh chừng đó. Cho tới bây giờ á, thì khoa học đã phát hiện được á, là cái dao động phân tử của cái viên kim cương bằng 1 tỷ lũy thừa 10 của vận tốc ánh sáng. Thì vậy là khoa học hiện tại đã đi đến cái mức độ kết luận vật chất này là chân không rồi. Nếu mà chúng ta học đạo với trí tuệ chúng ta mà còn non kém, vẫn còn nói là các pháp do nhân duyên hòa hợp này nó ra kia là ở sau khoa học quá xa. Thì vậy là nhờ chúng ta học được cái lý bát nhã để thấy được tất cả các pháp là chân không. Cách đây Đức Phật đã nói cách đây mấy ngàn năm á, thì bây giờ đạo Phật vẫn còn có cái giá trị giữa trần gian này. Chứ nếu mà trước đây đạo Phật chỉ thuần nói tới cái lý nhân duyên không là bây giờ khoa học đã bước qua. Tại vì khoa học đã kết luận vật chất là chân không. Ngay cái viên kim cương, cái mức dao động phân tử nó là 1 tỷ lũy thừa 10 vận tốc ánh sáng rồi. Và điều này khoa học đã đo được rồi. Cho nên đối với khoa học là vật chất không còn là vật chất nữa, vật chất rõ ràng là chân không. Chứ không phải là chúng ta lý luận là bây giờ cái vật chất được hình thành bằng trái xoài, bằng cái cây, bằng cái nhà gì đó, rồi cái nhà này nó tan biến, nó thành không. Cho nên là kết luận là tất cả các pháp vốn là chân không. Cái kiểu của 1 + 1 = 2 đó thì nó rõ ràng là không phải là trí tuệ của Phật đạo nữa rồi. Trí tuệ Phật đạo phải thấy một cái gì đối đương thể tức không, tức là ngay nơi cái hiện tướng đã thấy rõ ràng nó là chân không. Tức là cái người mà đã có được trí tuệ Phật đạo thì không cần sử dụng tới máy móc mà cũng nhận biết vật chất là chân không. Cho tới mấy ngàn năm, không? Khoa học phát triển tới mấy ngàn năm, tức là sau Đức Phật có hơn 2000 năm rồi, thì tới giờ phút này, tức là ở vào cái thế kỷ thứ 20 thì khoa học mới biết được tới cái chuyện vật chất là chân không. Thì cũng đã sau Đức Phật hơn 25 thế kỷ rồi. Đó thì vậy là với trí tuệ Phật đạo có những cái thế nhìn mà nhiều ngàn năm khoa học mới có thể nhá nhem biết được ít phần. Chúng ta phải nói như vậy.
Rồi tới bây giờ cái nhìn về vũ trụ, nhìn về vũ trụ của Đức Phật á, ở trong kinh rất, chúng ta rất nghe rất là nhiều cái câu mà Đức Phật nói là có gì, có hằng hà sa số thế giới, đúng không? Có hằng hà sa số chúng sanh sinh sống. Thì trí tuệ của Đức Phật đã nhìn thấy khắp cái vũ trụ này, mỗi một hành tinh có một cái loại chúng sanh. Cho tới giờ phút này thì bây giờ khoa học mới bắt đầu đưa máy phi thuyền đi lên tới rồi tới cung trăng, tới sao Hỏa, tới sao Mộc, tức là đã chấp nhận có một hành tinh khác. Nhưng mà họ không có đủ được cái trí tuệ để nhìn thấy cung trăng là cái người trên đó sống như thế nào. Chưa đủ trí tuệ đó. Và rõ ràng bây giờ họ đang tìm cái sự sống ở trên đó, nhưng mà họ chưa tìm ra. Họ thấy rằng trên đó nó cũng không có đủ nước để mình có thể sống. Tại vì cái người sống trên đó nó không phải dùng vật chất như cái người ở cõi của chúng ta. Cho nên mãi mãi họ không thể tìm ra được. Từ trường hợp chứng đạo rồi biết mấy thằng cha ở trên cung trăng sống kiểu gì. Chứ còn không chứng đạo là đầu hàng. Cỡ như trí tuệ của Đức Phật thì mới thấy được à, cung trăng do cái nghiệp gì mà phải sanh về đó. Và người sinh sống ở đó họ sẽ sống như thế nào, sẽ ăn như thế nào, họ sẽ ngủ, họ nghỉ, họ thiền định, họ sinh hoạt như thế nào trên đó. Chứ còn khoa học thì không thể nào làm được việc đó. Dù có giỏi dữ lắm thì ông mang nước như này lên, hoặc là làm một cái loại máy gì để chế biến nước, rồi chế biến thực phẩm để sống tạm thời trong đó một thời gian. Chứ không thể đem cái vật chất của một cái quả địa cầu này lên một cái hành tinh khác mà chúng ta có thể tạo một cái đời sống trên đó được. Không thể có. Để trừ trường hợp là đến một cái mức độ nào đó khoa học nó phát triển, nó tìm được một cái loại hành tinh mà nó có một sự sống tương đồng, tức là cái hành tinh đó có những cái loại chúng sanh tương đồng với cái nghiệp của chúng ta ở đây, thì khoa học sẽ biết được ít phần. Còn mỗi một hành tinh thì có một cái loại chúng sanh sinh sống trên đó, nhưng mà loại chúng sanh đó nó không có tương đồng với cái nghiệp chúng ta. Cho nên bây giờ con người chúng ta với cái nghiệp người của mình ăn, mình uống trong cái vật chất trong cái cõi này, mà mình muốn hiểu một cái người mà không ăn uống vật chất thì không cách nào mình hiểu được rồi. Không bao giờ hiểu được. Thì cho nên khoa học nó phát triển cỡ nào, nó có lên, nó cho bao nhiêu người lên ở cung trăng bao nhiêu triệu năm nữa, vẫn không thể hiểu được là trên đó người ta sống như sao hết. Và cũng không thể dùng cái mắt thịt để có thể thấy những người sinh hoạt trên đó. Nhưng mà trên đó là có hằng hà sa số chúng sanh sinh sống. Và điều này vẫn những bậc sáng đạo họ biết rằng những người sống đó là họ sống bằng cái kiểu gì. Họ sinh hoạt ra làm sao, họ một tổ chức xã hội họ như thế nào. Họ sống an lạc như thế nào, họ sống vui tươi như thế nào, họ sống hạnh phúc như thế nào là người mình không thể biết được. Chỉ có trí tuệ Phật Đạo mới có thể biết thôi. Thì vậy là không biết còn mấy chục ngàn năm nữa thì khoa học mới có thể biết được là có bao nhiêu người sống trên cung trăng. Chắc chắn là khoa học không biết nổi đâu. Ở cõi chúng ta thì có thể tính toán rồi ước lượng là mấy tỷ người sống, rồi ăn làm sao, uống làm sao, ngủ nghỉ làm sao thôi. Chứ còn các cõi khác thì cái đầu con người không thể biết được. Chỉ có người đạt đạo thì mới thấu suốt được cái quy luật của vũ trụ này, thấu suốt được những cái cõi giới của các chúng sanh sinh sống ở các hành tinh thôi. Thật ra bây giờ mà chúng ta thấy là một cái bước tiến quá dài của khoa học đã nhận ra được vật chất là chân không, thì điều này chúng ta khỏi có cãi lý về nhân duyên tự nhiên nữa. Nó còn phải cãi lý nữa. Tức là nó nhìn thấy vật chất là chân không rồi là nó vượt tầm nhân duyên rồi. Thì là mình với cái lý luận mà tất cả các pháp do duyên hợp thì nó phải nói là một cái thế nhìn còn bị non kém. Non kém rồi. Thì là nếu mà cái hệ thống kinh điển Đại Thừa mà không ra đời thì những cái lý luận trong kinh Nguyên Thủy lần lần sẽ bị bẻ gãy. Bị bẻ gãy. Chỉ trừ trường hợp ở những bậc mà đạt đạo thực sự họ nhìn thấu được cái lý luận kinh điển mà ở trong hệ thống kinh Nguyên Thủy bằng cái nhìn của Đại Thừa, giống như là chúng ta nói về tứ niệm xứ bằng cái nhìn của Đại Thừa thì chúng ta mới thoát được. Chứ còn nếu mà nhìn một với một là hai theo cái kiểu mà cái lý luận trong kinh điển Nguyên Thủy mà cái nhìn như các vị Nguyên Thủy bây giờ thì không đủ sức để có thể sống được những cái thời đại văn minh. Lý luận đó lần lần sẽ bị trục hậu đi. Và cũng may là cái hệ thống kinh điển Đại Thừa ra đời để có thể đứng vững với thời đại. Những cái lối nói của kinh điển Đại Thừa thì rất là nhiều tỷ tỷ năm nữa thì khoa học mới có thể biết được chút chút, chứ không thể biết được hết, nó biết chút chút thôi. Đó thì tới giờ phút này thì mới biết được chút xíu là vật chất là chân không. Trong khi chuyện này Đức Phật không cần phải máy móc, thì Đức Phật đã thấy từ xưa rồi. Và không phải riêng Đức Phật, những cái bậc đã sáng đạo họ cũng đã một lần thấy được tất cả các pháp là chân không. Thấy được, người nào mà sáng đạo mà không thấy được vật chất là chân không thì người đó chưa được gọi là có cặp mắt trí tuệ. Vậy cả. Thật ra khi mà chúng ta nhìn những vật chất này, chúng ta thấy nó thuần là vật chất thì chúng ta không có giác ngộ gì đâu.
Không có. Một lần nào đó chúng ta thấy toàn cái vũ trụ này nó là chân không. Thế vật chất đều được tan biến với cái thấy của mình một lần. Mặc dù nó nguyên đó nhưng mà với mình là nó không có hoàn toàn. Không phải là chúng ta gượng ép, chúng ta tưởng tượng, mà cái sự thật, cái hiện thể nó sẽ hiện ra. Khi cái hiện thể nó hiện ra thì toàn vật chất này là chân không. Thì lúc đó là chúng ta mới có được một chút phần trí tuệ của Phật Đạo. Chứ còn bây giờ chúng ta có giỏi vắng gì lắm mà chúng ta cũng thấy cái này hợp với cái kia, thạnh nọ là cùng, chúng ta không thấy gì hơn. Thật ra ở đây Đức Phật là khẳng định rằng là cái sắc tướng thì nó hòa hợp chỉ thành sắc tướng. Cái hư không hòa hợp thành hư không không thể, cái hư không không thể hòa hợp thành sắc tướng. Và cái sắc tướng không thể mà đem để nghiền nát tan biến thành hư không được. Cho nên là cái gì nó vẫn nguyên và cái đó. Thứ hai nữa là Đức Phật nói tới là trong cái Như Lai Tàng Tâm á, cái tính sắc là chân không. Chúng ta thấy Đức Phật kết luận này nha. Ông vốn chẳng biết ở trong Như Lai Tàng Tâm, tức là cái chỗ chân thật, thì cái tính sắc nó vốn là chân không. Cái tính không vốn là chân sắc, thanh tịnh sẵn có như vậy, trùm khắp cả pháp giới, tùy tâm chúng sanh đáp ứng với lượng hay biết, theo nghiệp mà phát hiện. Ví dụ như bây giờ, đối với Đức Phật á, thì cái địa đại này, tức là cái đất á, là nó đã vốn cái tính đó là chân không. Thanh tịnh bản nhiên trùm khắp pháp giới này, chỗ nào cũng có đất hết á. Chứ không phải chỗ chúng ta ngồi là có, mà ở trên hư không này không có. Không phải như vậy, mà khắp các pháp giới này chỗ nào cũng có đất hết. Thì vậy là tùy theo cái, Đức Phật dùng từ là tùy theo cái tâm của chúng sanh đáp ứng với cái lượng hay biết. Ví dụ như bây giờ nếu mà chúng ta không có cái nghiệp làm người á, hả, thì chúng ta không có thể sanh ra được cái cõi này. Do có rất là nhiều người có một cái nghiệp làm người, thì tự động á, trong vũ trụ này nó sẽ có một cái sự vận hành, nó tạo thành một cái loại hành tinh. Cái này mấy triệu năm nó bắt đầu nó vận hành, nó tạo thành một cái loại hành tinh, trong đó có cái nền tảng nó là đất, để cho những số người có cái nghiệp người tới đây chấp nhận cái đất này để có thể sống được. Thì vậy là Đức Phật nói là tùy tâm chúng sanh đáp ứng với cái lượng hay biết của họ. Ví dụ như bây giờ mình ở đây đi, nếu mà chúng ta không hiểu biết khoa học á, nếu mà người nông dân bình thường thì họ chỉ biết cái mặt đất liền và sinh hoạt của họ là khoảng 50 cây số trở lại, họ không biết đất là rộng bao nhiêu hết. Nếu họ không học, họ không biết cây số vuông, họ không biết gì thì quanh quanh quẩn quẩn 10 mẫu đất, 20 mẫu đất, 50 mẫu đất là đủ với chính họ rồi. Thì vậy là tùy cái tâm lượng của mình mà mình biết tới cái đất đai nó có bao nhiêu đó thôi. Mà có khi là chúng ta chỉ biết dữ lắm là một huyện, một tỉnh, chứ không biết hết cái quả địa cầu chúng ta ở cái chiều ngược lại của nó. Chúng ta không thể biết được. Như bây giờ đối với chúng ta thì với một người dân bình thường là chúng ta thấy thì sao? Thấy mặt trời buổi sáng mọc hướng đông, mặt trời buổi chiều lặn hướng tây. Như thế, chúng ta cứ nghĩ là mặt trời mọc và mặt trời lặn, chứ mặt trời có bao giờ mọc với lặn đâu. Nhưng mà người dân bình thường họ sẽ hiểu rằng mặt trời mọc ở hướng đông và mặt trời lặn ở hướng tây. Nó bất kỳ ai bây giờ nếu mà hỏi ra là quý vị thấy mặt trời mọc ở hướng nào thì sẽ nói là mặt trời mọc hướng đông, mặt trời lặn hướng tây. Chứ thực sự là mặt trời không có mọc, không có lặn. Không. Khi mà mặt trời ở nửa phần trái đất của chúng ta thì cho đó là ban ngày, chúng ta thấy hiện ra. Mà khi mặt trời nằm ở nửa phần trái đất bên kia thì chúng ta cho đó là ban đêm, nhưng mà mặt trời vẫn xíu sáng ở nửa phần trái đất phía bên kia. Chứ không có chuyện mặt trời mọc, mặt trời lặn, không có chuyện đó. Mặt trời không có mọc, không có lặn. Nhưng mà chúng ta thì với cái hiểu biết bình thường nói mặt trời thì chúng ta biết rằng buổi sáng mặt trời mọc và buổi chiều mặt trời lặn. Chúng ta luôn thấy là như vậy. Nhưng mà cái chính là trái đất chúng ta quay quanh mặt trời, mà nửa cái phần mà trái đất nằm phía mặt trời thì nó sáng, và nửa phần trái đất nằm phía kia của mặt trời là nó tối. Đó thì những người nông dân chúng ta không bao giờ phá được cái hiểu này. Giống như bây giờ chúng ta nói là vật chất là chân không thì mấy tỷ người của chúng ta có mấy người chấp nhận được? Khó lắm, khó có thể chấp nhận được. Bây giờ khoa học phát triển đến tầm cao mà họ mới bắt đầu kết luận như vậy, họ nói là vật chất là chân không, họ đã có thể chứng minh được á, thì cũng có một số nhà khoa học chấp nhận, nhưng mà cũng có rất là đông các nhà khoa học cũng chưa hẳn đã chấp nhận điều này. Thì người tu theo đạo Phật cũng vậy. Thật sự trí tuệ của các vị trong cái hệ thống kinh điển nguyên thủy thì các vị cũng chưa đủ cái sức để có thể chấp nhận vật chất là chân không. Và ngay cả những vị tu đại thừa chỉ có thể chấp nhận và hiểu thôi, chứ chưa bao giờ những người nào mà chạm đến cái vị trí chân không này.
thì họ cũng hiểu thôi, chứ còn cũng nó là chấp nhận hoàn toàn, chúng ta không thể chấp nhận được. Và nếu như ngồi tại đây mà chúng ta chấp nhận điều này bằng cái hiểu biết, bằng cái lý luận mà chúng ta có thể chấp nhận được vật chất là chân không á, thì chúng ta chỉ chấp nhận ở tâm thức thôi, chứ chúng ta cũng chưa từng chạm tới chân không là gì. Thật ra là đủ để có thể tin, đủ có thể lý luận tới điều này là buộc chúng ta phải có một lần thực sự rớt vào chân không. Chứ nói ở đây để chúng ta có thể hiểu thôi. Thì bây giờ á, chưa bao giờ chúng ta nghĩ rằng là cái đất nó trùm khắp pháp giới cả. Chúng ta không bao giờ nghĩ đó. Nhưng mà đối với cái nhìn của Đức Phật, cái Như Lai, ở trong Như Lai tàng tâm á, tức là ở trong cái pháp giới mười phương này á, thì chỗ nào cũng có đất. Nhưng mà tùy theo cái tâm lượng của chúng sanh á, thì nó hiện ra tương đồng với cái tâm của mình. Tức là cái hiểu mình tới đâu là mình sẽ thấy đất tới đó. Hiểu mình tới đâu là sẽ có đất tới đó cho mình. Tùy cái tâm lượng hiểu biết của chúng ta mà đất nó sẽ hiện một cái lượng đúng với cái sự hay biết của chính mình. Thì cái tâm lượng của chúng ta là lớn nhất là cái quả địa cầu này. Thì vậy là sẽ có một quả địa cầu để cho chúng ta sinh sống. Tất cả những con người mà có cái nghiệp để làm người á, thì được sinh sống trong cái quả địa cầu này. Cũng như có một cái nghiệp một số loài động vật mà nó sử dụng bằng vật chất để có thể sinh sống trên cái quả địa cầu này. Thì tùy theo cái tâm lượng nó mà cái lượng đất hiện ra nơi tâm của nó có nhiều hoặc có ít khác nha. Giống như bây giờ chúng ta ở đây thì chúng ta nhìn, cái mắt chúng ta nhìn thì nó không có xa lắm, nhìn xa lắm là một vài cây số thôi. Nhưng mà khi chúng ta leo lên cao là chúng ta sẽ nhìn rộng được một chút, phải không? Khi chúng ta lên tới đỉnh núi thì chúng ta sẽ nhìn miếng đất nó mênh mông, và khi chúng ta lên máy bay cao nữa thì chúng ta sẽ nhìn thấy rõ ràng là đất nó càng lúc nó càng rộng. Thì tùy theo cái tâm lượng hay biết của mình để mình có thể kết được cái, mình chấp nhận được cái lượng đất là bao nhiêu. Thì ở đây Đức Phật cũng nói như vậy, tức là đất này thì nó đã trùm khắp ở mười phương pháp giới rồi. Nó vốn là thanh tịnh bản nhiên, nhưng mà tùy theo tâm lượng chúng ta nó thành. Thay vì đất nó không có thành một cái khối to như cái quả địa cầu của mình, mà nó là những cái hạt phân tử nhỏ nhiệm đang bay giữa cái hư không này. Nhưng mà do cái nghiệp của chúng sanh á, thì nó đi theo một cái chiều, cái dòng xoắn ốc đối số, để nó kết thành vật chất từ từ, để vật chất từ từ được lớn lên. Đó là theo nghiệp của chúng sanh mà thọ cảm, theo cái sự hiểu biết chúng sanh mà nó hiện qua cái lượng đúng với cái sự hiểu biết đó với chúng sanh đó. Thì vậy là chúng ta thấy cái gì là do cái nghiệp của chúng ta. Cái tâm của chúng ta đó hiểu như thế nào thì cái đó nó hiện ra ngang cái đó cho mình thôi. Bây giờ mà cái trí tuệ chúng ta được nâng cao đến cái tầng để chúng ta có thể nhìn thấu được vật chất, thì lúc đó chúng ta sẽ nhìn tất cả vật chất là chân không liền. Nhưng bây giờ trí tuệ chúng ta nó còn bị che kín đi, chứ cho tỷ thấy không thể qua tường qua vách được. Thì chúng ta thấy tường là tường, tường là cái gì đó ngăn cản, đất là một cái gì đó nó đặc sệt. Chứ chúng ta chưa bao giờ thấy đất là rỗng. Nhưng mà bây giờ nếu là cái tường của mình như thế này mà chúng ta đưa vào một cái loại kính phóng đại, thì chúng ta có thể phóng đại cái tường này nó ra làm tới 1000 lần, thì chúng ta thấy cái tường này lủng lỗ y như là cái rổ hết. Nhưng mà mắt thường thì chúng ta thấy cái tường này nó bít. Đó, thì như vậy là cũng có một số máy móc hiện đại rồi để cho chúng ta có thể thấy được cái tượng này nó rõ ràng là nó lỗ loang loang, chứ nó không có phải đặc cứng như cái mắt bình thường của mình. Nhưng cái đó nói với người nông dân thì không thể tin được. Giống như là cái người mà khi mà để bị cận rồi nhìn chữ không thấy mà mang kiến cận vô sẽ thấy được chữ vậy đó. Kiến cận lớn, cái độ lớn lên chừng nào thì chữ nó sẽ to ra chừng đó. Sử dụng cái kính hiển vi mà nó được lớn chừng nào thì cái chữ, cái hình sắc nó lại to ra chừng đó. Thì vậy là loại kính đó mà được có thể nhân lên làm 1000, 2000 thì chúng ta nhìn thấy cái tường này thấy thấu tới bên kia hết. Thấu tới bên sau tường vách hết. Nhưng mà trí tuệ của Đức Phật thì lại thấu hơn gấp triệu lần cái đó nữa. Cho nên Đức Phật không phải nhìn ở hạng cuộc là không qua tường qua vách như mình. Những cái bậc giác ngộ thì họ không phải nhìn như mình, nhưng mà họ nhìn thấu hơn. Đó, cho nên là họ thấy được tất cả vật chất là chân không cách đây mấy ngàn năm rồi. Tức là tất cả các bậc đạt đạo đều có một lần với chính bản thân mình thấy được toàn thể vật chất là chân không. Chứ không phải là cái vật chất này do duyên hợp nó giả có tạm có như vậy rồi duyên tan nó biến thành không. Mà chúng ta nghe cái chân không này theo một cái số lý luận khác là chúng ta đã từng nghe cái kiểu đó rồi phải không?
do nó duyên hợp giả có, cho nên bây giờ là cái duyên nó tan, nó biến thành không. Theo lý nhân duyên nó là như vậy, cho nên mới kết luận vật chất là chân không, chứ không phải là đương thể tức không, tức là ngay nơi cái thấy biết nó vốn là không. Chúng ta không có được điều này. Và nếu như bây giờ mà duyên hợp và duyên tan á, duyên hợp thì giả có, mà duyên tan nó biến thành không, kết luận nó chân không là nó không tới đâu, lý luận nó không tới đâu. Theo cái nhìn đại thừa thì không thể chấp nhận được. Thì vậy là chúng ta mới thấy cái phần địa đại. Thứ nhất là Đức Phật nói là thế gian cái không có biết lầm cho là nhân duyên và tính tự nhiên đều là những cái so đo phân biệt của ý thức, chỉ có lời nói suông chứ điều không có nghĩa thật. Từ xưa giờ chúng ta thấy cái chuyện mà cái cục đất, cái nhà, cái tường của mình là gì? Là vật chất thiệt, là nhân duyên hợp, là thật. Đối với mình đó là nghĩa thật của các pháp. Không? Cái định nghĩa các pháp là cái gì? Là muôn sự muôn vật mà mắt chúng ta có thể thấy được, tai chúng ta có thể nghe được, tất cả những cái gì mà lục căn chúng ta tiếp xúc được thì gọi đó là pháp. Nhưng cái pháp này đối với hệ thống kinh điển đại thừa là không có nghĩa thật. Mà nói là cái nhân duyên, nói là tự nhiên, đó đều là cái hí luận ý thức thôi. Ý thức thôi. Như vậy là từ trước đến giờ là núi non, cây rừng, đất đai, trăng sao này nọ nơi kia chúng ta có thể thấy được là gì? Là chúng ta thấy cái không có nghĩa thật. Nó đẹp cỡ nào nó cũng không có nghĩa thật, mà nó xấu cỡ nào nó cũng không có nghĩa thật. Tất cả những cái sắc tướng đều không có nghĩa thật. Chúng ta nhìn theo kiểu nhân duyên, nhìn theo kiểu giả có đều không có nghĩa thật. Mà thấy đến nghĩa thật, tức là chúng ta thấy vượt tầm nhân duyên, vượt tầm tự nhiên, thì chúng ta mới hiểu được cái nghĩa thật của tất cả các pháp. Đây là điều mà đầu tiên Đức Phật nói về cái địa đại. Thứ hai, Đức Phật nói tới cái tính thu cái quả đại. A Nan, cái tính lửa nó không có cố định, do gá vào các duyên mà phát hiện. Ông hãy xem trong thành này, những nhà chưa ăn cơm mà khi muốn nhóm lửa thì họ lấy cầm một cái kiến dương toại đưa trước ánh sáng mặt trời để lấy lửa. A Nan, gọi là hòa hợp đó, nhưng tôi cùng với ông và 1.200 năm vị tỳ kheo hiện nay hợp là một chúng. Chúng tuy là một mà gạn xét gốc mỗi người đều có thân thể, có một danh tự, có một họ hàng của mình. Như ông Xá Lợi Phất thuộc dòng Bà La Môn, ông U Lâu Tần Loa thuộc dòng Ca Diếp Ba, cho đến ông A Nan thuộc dòng Cù Đàm. A Nan, nếu tính lửa này nhân hòa hợp mà có, thì khi người kia cầm kiến lấy lửa nơi ánh sáng mặt trời, lửa đó từ trong kiến ra, do bù nhùi mà có, hay từ mặt trời mà đến. A Nan, nếu lửa từ mặt trời mà đến thì tự đốt cháy bù nhùi trong tay ông, vậy những rừng cây mặt trời đi qua lẽ ra đều bị đốt cả. Nếu từ trong kiến mà ra, lửa ấy đã từ trong kiến phát đốt cháy bùi nhùi, vậy tại sao cái kiến không bị chảy? Cho đến cả cái tay cầm kiến của ông còn không thấy nóng thì làm sao kiến bị chảy được? Nếu do bùi nhùi sinh ra thì đâu cần nhờ ánh sáng mặt trời và kiến đối với nhau, rồi sao lửa mới sinh? Ông lại xét kỹ cái kiến nhân tay người cầm, mặt trời từ trên trời soi xuống, bùi nhùi vốn đất sinh, lửa từ phương nào dạo qua đến đây? Mặt trời và cái kiến cách nhau rất là xa, chẳng phải hòa hợp, chẳng phải hòa, chẳng phải hợp, không lẽ lửa sáng không từ đâu mà tự có? Ông còn không biết trong Như Lai tàng tính lửa là chân không, tính không là chân lửa, bản nhiên thanh tịnh, trùm khắp pháp giới, tùy theo tâm của chúng sinh mà đáp ứng với lượng sở tri của họ. A Nan, ông nên biết, người đời nếu một chỗ cầm kiến, một chỗ có lửa sinh ra, khắp cả pháp giới cầm kiến thì đầy cả thế gian đều sinh ra lửa. Lửa sinh khắp cả thế gian, đâu có phương hướng xứ sở, chỉ theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian không biết lầm cho là nhân duyên, tính tự nhiên đều là so đo phân biệt của tâm thức, chỉ có lời nói đều không có nghĩa chân thật. Ở đây chúng ta thấy cái Đức Phật nói tới cái quả đại, phải không? Tức là nói tới lửa. Thì giống như đó hồi nãy Đức Phật nói là, nhưng mà ở đây có một cái ví dụ rất là hay. Ngày xưa thì chúng ta không có cái quẹt lửa như bây giờ, mà không biết từ đâu mà họ chế được cái kiến, chúng ta không hiểu nữa. Bây giờ chúng ta có thể lấy cái kiến hiển vi ra mặt trời á, cầm bùi nhùi ra mặt trời nóng, chúng ta gọi họ là bùi nhùi này nó phực cháy. Ngày xưa Đức Phật dùng là cái kiến dương toại. Miếng kiến này được chế biến từ cái lúc nào chúng ta không hiểu, nhưng mà hồi xưa thì không có. Từ cái lúc mà sử dụng hai cục đá mà sẹt sẹt với nhau ra lửa thì người ta tiến hóa hơn được một chút, tới cái thời Đức Phật là tiến hóa rồi. Tức là cầm cái kiến đưa ra mặt trời để rọi lên đống bùi nhùi, thì đống bùi nhùi phực cháy thành lửa. Thì đó cũng là một cái bước tiến bộ hơi kha khá.
Như vậy là Đức Phật nói á, Đức Phật là phân biệt cho chúng ta thấy là cái chuyện mà lửa cháy như vậy nó cũng không do nhân duyên, nó cũng không phải tự nhiên. Giống như bây giờ là trong cái hội chúng của chúng ta họp lại đây gọi là một hội chúng, không? Đức Phật ví dụ là 1250 vị tỳ kheo cái thời Đức Phật á, họp gọi là một chúng tăng. Nhưng mà mỗi người đều có một cái dòng họ khác nhau, mỗi người đều có một tên tuổi khác nhau, mỗi người đều có một cái địa vị khác nhau. Nghe gọi là một chúng nhưng mỗi người đều có một cái sự riêng khác. Cũng như là nhờ cái ánh nắng của mặt trời, nhờ chúng ta cầm kiến rọi vô bùi nhùi thì mới phát sinh ra lửa. Nếu có mặt trời không thì không sanh lửa, hoặc có kiến không thì cũng không sanh ra lửa, có bùi nhùi không thì cũng sanh ra không có lửa. Ba cái này mà nó có mặt đồng điệu với nhau nó mới thành lửa. Thì vậy là lửa không thể nói là từ mặt trời mà có, cũng không thể nói từ kiến mà ra, cũng không nói từ bùi nhùi. Mà đối với cái nhìn của Đức Phật thì lửa nó có sao? Trùm khắp khắp giới này. Tùy theo cái tâm lượng của chúng ta mà có cái lượng lửa khác nhau. Ví dụ như bây giờ, nếu mình ở đây mình có một quạt mình bật lên để mình muốn đốt cái đèn thôi, thì lửa nó đủ để cháy cái đèn, không? Nhưng mà ý chúng ta muốn có cái lửa đốt cái nhà thì lửa nó sẽ cháy tới cái nhà. Ở đây Đức Phật nói là tùy theo cái tâm lượng chúng ta mà nó hiện ra tương đồng với cái tâm lượng của mình. Ví dụ như mình cần một cái lượng lửa để nấu nồi cơm thì lửa để đủ cho chúng ta nấu nồi cơm thôi. Nếu mà khắp thế giới này chúng ta đồng thời muốn lửa cháy khắp thì khắp thế giới này đều phực cháy thành lửa. Tại tùy theo cái tâm niệm của mình mà lửa nó biến thành. Như ở trong đây Đức Phật ví dụ, nếu là khắp cái thế gian này, khắp 10 phương pháp giới này, tất cả chúng sanh đều cầm miếng bùi nhùi, cầm miếng kiến đưa trước mặt trời để cho thế gian này đều phực cháy thành lửa thì sẽ cháy khắp thế gian này thành lửa. Chứ lửa nó không có một vị trí nhất định nào, không có một cái nơi chốn nào rõ ràng, mà tùy theo tâm chúng ta, không? Chúng ta muốn đốt đèn thì tự động là lửa nó sẽ cháy thành ngọn đèn. Chúng ta muốn nhóm nấu một nồi cơm thì lửa đủ để có thể làm nấu một nồi cơm. Chúng ta muốn cháy cái nhà thì lửa cháy thành cái nhà. Muốn cháy cái rừng thì lửa nó sẽ cháy thành cái rừng. Chứ lửa nó không phải có từ mặt trời. Nếu mà lửa mà xuất phát từ mặt trời như Đức Phật nói hồi nãy thì mặt trời chỗ nào đi qua thì lửa nó phực cháy hết chỗ đó rồi. Thì như vậy là lửa nó không phải là xuất phát từ mặt trời. Lửa nó không phải nó có từ kiến. Nếu có từ kiến thì không cần mặt trời, mình cầm cái kiến ở đâu thì lửa nó cũng phực cháy, nhưng mà không phải. Hoặc là cái kiến nó tự cháy thì cũng không phải. Hoặc là kiến nữa, lửa nó từ bùi nhùi thì không cần có cái kiến và không cần mặt trời thì lửa bùi nhùi này nó cũng tự phực cháy. Như là trong cái riêng biệt á, trong cái riêng biệt mà từ bùi nhùi, từ kiến, từ mặt trời thì không có lửa. Nhưng mà đối với Đức Phật, lửa không phải là do sự hòa hợp ba cái này lại, mà lửa nó là trùm khắp pháp giới này. Tùy tâm lượng của chúng ta ở đâu cần lửa thì nơi đó lửa xuất hiện. Chúng ta thấy điều này cho lửa thì nó rõ hơn đất một chút rồi đó, không? Bây giờ cái nhà nào muốn nấu cơm là lửa nó phực cháy lên, nhà không nấu cơm là lửa không có. Thì tùy tới cái tâm chúng ta lúc nào khởi nghĩ thì lúc đó lửa hiện ra. Thì cái này nó rõ hơn là đất ở trước. Thật ra ở đây Đức Phật nói là đối với cái Như Lai Tạng Tâm á, thì cái tính lửa là chân không. Lửa nó thật sự là chân không mà nó trùm khắp pháp giới này. Nó không có hiện tướng nào rõ ràng hết á. Lửa là nó không có tướng rõ ràng. Nó không có tướng dài, tướng ngắn, tướng lớn, tướng nhỏ, tướng xanh, tướng đỏ gì hết. Nhưng mà tùy cái tâm của chúng ta muốn lửa gì thì nó ra lửa đó. Ví dụ như chúng ta muốn một cái loại lửa mà để hàng chì thì nó, chúng ta bật cái loại cái hàng gió đá mà nó cháy lên để cháy chì để nó hàng được cái vết đứt của hai thanh sắt. Nhưng chúng ta muốn có một cái loại lửa để cưa đứt cái thanh sắt mà không cần cưa thì chúng ta bật một cái loại lửa trong cái bình ra thì nó sẽ cắt đứt sắt, chứ không phải là hàng dính. Đó thì tùy cái tâm của mình mà mình tác ý cái lửa gì thì cái lửa đó nó sẽ tạo ra với chính mình. Chứ lửa nó không có hình tướng nhất định, nó không có hình tướng nhất định. Cho nên chúng ta thấy là đối với mình về tứ đại á, thì cái thân chúng ta mang, chúng ta nghĩ là chúng ta chỉ có một cái thân tứ đại này thôi, có bao nhiêu đất nước, bao nhiêu gió lửa này thôi. Nhưng mà thực sự đất nước gió lửa nó trùm khắp cả pháp giới này. Để cho chúng ta mỗi lần chúng ta tác ý như thế nào thì cái đó nó hiện như vậy với chính mình thôi. Thành ra khi mà cái ý thức, cái tri thức chúng ta hiểu ở cái gì, hiểu ở tầm nào thì cái đó nó hiện ra. Tâm lượng chúng ta bao lớn thì cái việc đó nó hiện ra. Và khi mà cái trí tuệ chúng ta phát triển rộng, cái tâm lượng chúng ta lớn thì mọi điều nó sẽ lớn lên với chính mình. Nhưng mà trí tuệ chúng ta nhỏ, tâm lượng chúng ta nhỏ thì những cái sinh hoạt, cuộc sống chúng ta nó nhỏ, đúng với cái tâm của mình, không thể hơn được.
Chúng ta thấy ví dụ như có hai người đi chùa, hai người tâm lượng khác nhau, khi mà quỳ trước bàn Phật hai người sẽ có một cái sự cầu khẩn khác nhau, khác nhau rất là nhiều. Có người thì bữa nay cái kỳ này là con của con nó đang thi đại học, cầu Phật hộ cho nó được thi đậu đại học thôi, cầu như đó thôi. Có bà kia bà cần có mua cái mùng, tối ngủ mũi cắn quá trời, nghèo không có tiền để mua cái mùng, xin Phật cho con có được cái mùng lành như vậy thôi. Thì tùy theo cái tâm nguyện của mình, khi mình đến trước đạo lý cũng vậy, thì cái tâm của mình ở chừng nào là mình hiện ra cái sự cầu khẩn ngang đó. Tất cả các pháp đó, đến đây thì chúng ta mới hiểu được cái câu mà tất cả các pháp đều từ tâm sanh, rõ ràng là các pháp từ tâm sanh. Cho nên là nếu mà chúng ta muốn xây dựng một cái cơ sở của chúng ta, thì bây giờ mình mới thấy cái đầu của người Việt Nam của chúng ta. Mà khi xây dựng một cái cơ sở, so ví dụ như bây giờ muốn xây dựng một cái sân đá bóng thôi, hoặc là xây dựng một cái cầu, hoặc là làm một con lộ cho người ta đi, thì cái đầu Việt Nam chúng ta thấy nó rất là nhỏ so với những con lộ của các quốc gia khác. Đầu nhỏ, cái đường dẫn ống nước của chúng ta nó rất là nhỏ, cái đường đi của chúng ta nó rất là nhỏ. Cho nên là khi mà cầu đường của Việt Nam thì nó có một tí xíu à. Thôi cái đầu của các về cái nước khác họ lớn hơn mình, họ xây dựng một cơ sở lớn hơn mình, họ nhìn xa hơn mình. Có những cái hội trường mà họ có thể dung chứa được mấy chục ngàn người, mấy triệu người trong đó. Nên mình cái hội trường mà 500-700 người, 1000 người đó với mình nó là lớn rồi. Nói thì cái tâm lượng chúng ta như vậy, cho nên chúng ta hình thành cái vật chất ngang tầm đó chứ không lớn hơn được. Do đó khi mà họ đến một cơ sở vật chất, họ nhìn thấy cái tâm của người chủ trên cơ sở vật chất đó, họ có thể nhìn ra. Thật ra những cái gì mà được hình thành đó, mà cái người mà có cái hiểu biết thì họ có thể nhìn ra được cái người chủ trên cái mảnh đất đó. Họ muốn cái gì? Ý họ muốn diễn tả một cái điều gì, họ muốn làm một cái gì trên mảnh đất đó là người khác có thể nhận ra được. Thì tùy tâm chúng ta mà nó hiện tướng, tùy tâm mà nó hiện tướng. Cho tới cái hiện tướng nơi thân tâm của mình cũng vậy. Hiện tướng nơi thân tâm của mình cũng vậy. Thì cái hình thù của chúng ta như thế nào là do cái tâm chúng ta như thế đó, tâm lượng chúng ta có chừng đó. Trong nhiều đời nhiều kiếp chúng ta nghĩ ngợi như thế nào, chúng ta mong muốn cái gì, chúng ta đã huân tập cái gì, cho nên đời này chúng ta sanh ra với cái thân tâm này, không khác hơn được, không khác hơn được. Và chúng ta thấy có những người tu mà được gọi là đổi tướng ấy, tức là họ chuyển cái mức độ tâm thức của họ sang một tầng mới, thì cái tướng họ sẽ đổi theo. Cái tướng dễ mà chúng ta có thể dễ nhận nhất là cái tướng cái sắc diện là một, rồi cái tướng cái trái tay là hai, và cái dáng vóc của họ, cái hình cái đi đứng của họ nó thay đổi. Chúng ta thấy dễ thôi, một người mà đang nóng giận đi kiểu khác đúng không? Một người đang tâm bình thường đi kiểu khác, một người đang vui tươi đi kiểu khác. Không? Một người điềm tĩnh đi kiểu khác, một người an ổn đi kiểu khác, một người dao động tâm đi một cái kiểu khác. Tức là cái tướng dạng họ gần như thay đổi tùy tâm của mình. Thì rõ ràng là tâm nó bắt đầu nó hiện tướng. Thì ở đây Đức Phật cũng nói như vậy, là lửa nó đã có khắp pháp giới này rồi. Chỗ nào cũng có lửa hết. Thật ra có những cái khi mà chúng ta coi phim kiếm hiệp á, không có những người mà quơ chưởng cái lửa nó xẹt ra, thì vậy là lửa nó đã có trong hư không rồi, nhưng mà do cái tâm của người đó khởi một cái ý gì thì lửa từ đó mà phát ra, lửa từ đó mà phát ra. Nên là không cần phương tiện, mà nếu cái tâm lực họ lớn, họ đủ làm có thể lửa cháy trong hư không này, họ có thể làm ra được. Thì ở đây đúng như là Đức Phật nói là lửa đã có trùm khắp pháp giới rồi, tùy theo cái tâm của chúng ta mà nó hiện một cái tướng lửa tương ưng với cái nhu cầu của chính mình, nhu cầu của chính họ. Thì Đức Phật ở đây cũng kết luận lại cho chúng ta thấy là cái người đời á không biết cái điều này, cho nên mới nghĩ rằng cái lửa là do nhân duyên, lửa là do tự nhiên, thì đó chỉ là cái so đo phân biệt của ý thức thôi. Cho nên đối với hồi nãy là địa đại, bây giờ là quả đại phải không? Tới cái thứ ba là cái thủy đại. A nan, tính nước không nhất định, chảy và đứng không chừng. Như trong thành Thất Lâm Phiệt, các nhà đại huyễn thực, như Tiên Ca Tỳ La, Trước Ca La và Bát Đầu Ma, Ha Tát Đa vân vân, muốn cầu nước Thái Âm Tinh,
dùng để hòa với thuốc quyển thuật. Các vị thiên ấy vào trong đêm trăng sáng, tay cầm hạt châu phương chư, hứng lấy nước trong ánh sáng mặt trăng. Vậy nước đó từ trong châu mà ra, do hư không tự có hay từ mặt trăng mà đến? A Nan, nếu từ mặt trăng mà đến thì phương xa còn có thể làm cho hạt châu chảy nước ra. Vậy những cái rừng cây ánh sáng mặt trăng đã đi qua, lẽ ra phải đều phun ra nước, mà phải phun ra nước thì sao phải đợi có hạt châu phương chư mới chảy ra nước được? Nếu không phun nước thì rõ ràng nước không phải từ mặt trăng mà xuống. Nếu từ hạt châu mà ra thì trong hạt châu này thường phải chảy ra nước, đâu đợi hứng ánh sáng mặt trăng giữa đêm. Nếu từ hư không mà sinh thì hư không vô biên thì nước phải không có biên giới. Thì từ cõi người cho tới cõi trời đều bị ngập lục, làm sao lại có thủy lục không hành? Ông hãy xét kỹ, mặt trăng từ trên trời cao, hạt châu từ tung tay người cầm, mâm hứng nước do người bày ra. Nước từ nơi nào chảy đến đây? Mặt trăng, hạt châu cách xa nhau, chẳng phải hòa, chẳng phải hợp. Không lẽ nước không từ đâu mà tự có? Ông còn không biết trong Như Lai tạng tính của nước là chân không, tính không là chân nước. Bản nhiên thanh tịnh trùm khắp pháp giới, tùy theo tâm chúng sanh mà đáp ứng với lượng hiểu biết của họ. Một chỗ cầm hạt châu thì một chỗ có nước ra, khắp pháp giới cầm hạt châu thì khắp pháp giới có nước sinh. Tính nước sinh đầy cả thế gian, đâu có phương hướng xứ sở, chỉ theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian không biết lầm cho là nhân duyên và tính tự nhiên đều là ý thức phân biệt so đo, chỉ có lời nói suông không có nghĩa chân thật. Đây nói tới nước. Ngày xưa, ủa bây giờ chúng ta còn có cái thí nghiệm này không? Hạt châu phương chư là hạt châu gì ta? Hồi xưa Đức Phật dùng là hạt châu phương chư. Ban đêm á, các vị mà tiên đó nó lấy cái hạt châu đó đó để ở dưới này cái mâm và đưa ra mặt trăng thì bắt đầu có nước nhiễu xuống mâm để lấy làm thuốc. Dùng hạt châu lấy làm thuốc. Thì Đức Phật mới ví dụ là cái rõ ràng là hạt châu là trong tay mình cầm, mặt trăng là ở trên trời, cái mâm là để ở dưới. Thì ba cái này nó cũng đâu có hòa gì với nhau đâu mà tự động nó có nước. Thì nước này từ đâu mà có? Không, Đức Phật lý luận nếu mà nước mà từ mặt trăng thì chỗ nào có ánh sáng mặt trăng thì chỗ đó đã bị nước ngập rồi. Thì chúng ta đã bị ngập lục chết hết rồi. Như lần này là tùy theo cái tâm của mình. Thì theo tâm của mình mà mình muốn có nước thì mỗi người cầm hạt châu. Và Đức Phật ví dụ nếu mà khắp thế gian này người ta đều cầm hạt châu hết thì khắp thế gian này đều có nước hiện ra. Thì vậy là ở trong cái tính chân không kia, ở trong cái tính Như Lai tàng tâm thì nước cũng là trùm khắp cả pháp giới. Nước trùm khắp pháp giới. Thì tùy cái tâm mình niệm của mình, tùy cái thú hướng của mình muốn có nước ở chỗ nào thì nước nó lại hiện ra chỗ đó. Nó giống như những cái điều trước mà chúng ta thấy. Thì vậy là khi mà chúng ta hiểu biết về nước theo cái hiểu biết này á. Ví dụ như bây giờ chúng ta muốn có một cái, ở đây thì bây giờ nước đã có sẵn rồi, từ cái nguồn giếng, từ máy hay từ cái gì, chúng ta muốn ở đâu thì nước nó sẽ về theo chỗ đó, chứ không lấy nước theo cái kiểu của các vị thầy ngày xưa nữa. Không phải dùng hạt châu để hứng nước giống như vị thầy ngày xưa. Nhưng mà bây giờ chúng ta muốn nước có tới miệng mình, không thì mình cầm lấy nước vô mình uống là vô người mình. Hoặc là bây giờ chúng ta muốn đầy một cái thau nước thì chúng ta mới ra lấy nước ở ngoài bồn, ngoài chậu gì đó để chúng ta hứng. Đó thì tùy cái tâm niệm của chúng sanh mà có lượng nước tương ưng, thì vậy là khắp thế gian này nó đều có nước, đều có nước cả. Thì vậy là nước nó không phải là một cái gì riêng biệt, nhỏ nhiệm và không có một cái hình dáng cố định, không có một vị trí cố định, mà đối với Đức Phật là nó đã có trùm khắp pháp giới, thanh tịnh bản nhiên. Thì tính nước là chân không, tính không là chân nước. Thì cái tính nước là chân không á, chúng ta để kết thúc rồi chúng ta mới nói cái tính chân không này là cái gì. Chúng ta nghe cái tính chân không, chúng ta nghĩ rằng là nó không có gì hết, không có gì hết. Nhưng mà chính cái chân không này nó mới trùm khắp pháp giới. Mà khi nó trùm khắp pháp giới thì khắp pháp giới này đều là nước. Thật ra chúng ta ngầm hiểu được chân không nó không phải là cái gì, là không có cái gì trong đó. Mà đã nói tới chân không là đầy đủ tất cả mọi cái, đầy đủ đất, nước, gió, lửa, đầy đủ tất cả những cái cần thiết trong vũ trụ này. Chứ không phải chân không là cái không có gì. Cho nên một người học đạo bình thường nghe nói chân không nghĩ là nó không có cái gì. Nhưng mà trong kinh thì nói chân không là gì, là diệu hữu, phải không? Đạt tới chân không thì chúng ta sẽ thấy là những cái người mà đã đạt ngộ được cái chân không rồi á,
thì họ có những cái khả năng đối với vật chất này rất là kỳ diệu mà cái người bình thường không chịu nổi. Có đầy đủ thần thông phép màu, có đầy đủ tất cả những cái trí tuệ, những cái thần lực, những cái mà năng lực siêu tuyệt thì thế gian này không thể so được khi một người đã đạt tới chân không. Chứ không phải đạt tới chân không rồi là hoàn toàn không có gì. Cho nên là một người bình thường nghe nói chân không cứ nghĩ là cái gì nó rỗng, không có gì hết. Là chúng ta đã hiểu lầm cái chân không này. Chân không là một năng lượng sống của vũ trụ này. Cho nên đã nói chân không tức là chúng ta đã muốn nói lên cái năng lượng sống, là cái nguồn sống vốn có của khắp vũ trụ này. Khi mà ở đâu cần là cái nguồn sống đó cung ứng đủ với cái tâm lượng của mình, đến với tâm lượng của mình không thiếu sót. Ở đây nói tới cái thứ tư nữa là cái phong đại. Ai nan tính gió không có tự thể, động tịnh không có thường. Ông thường khi sửa y vào trong đại chúng, gốc y tăng già lê của ông phất đến người bên cạnh, thì có một chút gió phất đến mặt của người kia. Vậy gió đó là từ gốc Kasara, từ hư không có hay sinh từ mặt của người kia? A nan, gió đó nếu phát ra từ gốc Ikasa thì ông đã đắp gió, cái y kia đã bay, đã động, đáng lẽ phải rời thân thể của ông. Nay tôi hỏi trong hội chúng, cái pháp rủ của cái y xuống, ông xem cái y của tôi gió ở chỗ nào? Chẳng lẽ ở trong cái y lại có chỗ chứa gió? Nếu sinh ra hư không thì cái y của ông không có động, nhân sao ông lại phất có gió? Tính hư không thường còn thì đáng lẽ gió phải thường sinh, nếu khi không có gió thì lý đáng hư không phải bị diệt mất. Gió diệt mất, có thể thấy hư không diệt mất lại có tướng trạng gì? Lại nếu có sinh diệt chẳng gọi là hư không, còn gọi là hư không thì làm sao có gió sinh ra? Nếu gió sinh ra nơi mặt người thì bị gió phất, thì gió từ mặt người có thể sinh ra, đáng lẽ gió phải phất lại ông, sao ông tự sửa y mà gió phất ngược lại người kia? Ý ông hãy xét kỹ, sửa y từ nơi ông, cái mặt thuộc người kia, hư không vốn lặng lẽ không thể lay động, gió từ phương nào thổi dậy đến đây? Tính gió là tính hư không cách nhau, chẳng phải hòa, chẳng phải hợp, chẳng phải tính gió không do đâu mà tự có. Ông thật chẳng biết trong Như Lai tàn tính gió là chân không, tính không là chân gió, bản nhiên thanh tịnh trùm khắp pháp giới, tùy theo tâm của chúng sanh mà đáp ứng với lượng hiểu biết của họ. A nan, như một mình ông đắp y có một chút động nhẹ thì có một chút gió hiện ra, đắp cả pháp giới đều phất y thì đầy cả cõi nước đều có gió sinh ra. Tính gió khắp cả thế gian đâu có phương hướng xứ sở, chỉ theo nghiệp mà phát hiện, thế gian không biết làm cho tính nhân duyên và tính tự nhiên, ý thức phân biệt so đo chỉ có lời nói suông, hoàn toàn không có nghĩa chân thật. Đây tới nói tới cái đại thứ tư của chúng ta là phong đại, tức là gió. Thì Đức Phật ví dụ là trong cái trong tăng đoàn quý thầy đắp y á, y thì kéo y quất qua vậy cái trúng mặt người kia, cái người kia nghe mát một chút. Nó là ví dụ rất là thực tế khi mà còn đại chúng đứng chung với nhau đắp y. Thì Đức Phật đặt ra là cái gió nó từ đâu ra? Cái y á, thì là cái y. Nếu mà nói gió nó sanh ra từ y á, thì không cần phải chúng ta đắp, mà cái gió nó bay thì cái y cũng bay mất luôn, không còn. Rồi nếu mà gió nó là từ hư không thì khi mà chúng ta đắp y rồi không phất nữa thì cái gió nó hết mát cái mặt cái người bên cạnh thì hư không phải bị tan biến. Mà nếu mà hư không nó không có còn là hư không thì biết nó thành cái hình tướng gì. Cho nên hư không thì không có thể bị diệt đi, hư không nó vốn rỗng thì nó không thể bị diệt đi, dù chúng ta có xây dựng cỡ nào thì hư không vẫn nguyên là hư không. Còn cái gió sanh ra từ mặt người kia thì cái mặt người kia có thể thổi ngược lại để cho mình mát. Như lần này khi mình đắp y thì mát cái mặt người kia mà mình đâu có mát cái mặt của mình. Thì không phải gió xuất phát từ cái mặt người kia, mà cái mặt người kia là một cái mặt riêng, cái y là một vật thể riêng và gió là một chuyện riêng. Và hư không là cái chỗ yên lặng riêng, mà tại sao khi chúng ta đắp y thì mặt người kia bị mát? Giống như bây giờ chúng ta ngồi bên cạnh, chúng ta lấy quạt, chúng ta quạt cái người bên cạnh chúng ta nghe mát. Thì vậy là gió từ đâu tới? Từ cái quạt sinh ra hay là từ hư không? Hay là từ cái cơ thể người kia? Thì rõ ràng là cái quạt và cái sự mát ở trên mặt người kia cũng như hư không, ba cái này nó không thể hòa, nó không thể hợp nhau được. Để chúng ta thấy rằng khi có gió, nếu mà tất cả những cái người mà cầm quạt hết thì cả cái những người trong pháp giới này đều được hưởng cái mát của gió. Nhưng mà một người cầm cái quạt quạt thì người đó mát mình, họ không mát người thứ hai. Nếu mà người thứ hai quạt thì người thứ hai mát, người thứ ba không được mát, ví dụ vậy. Thì vậy là Đức Phật muốn nói là tùy theo cái tâm của chúng ta mà cái gió nó hiện ra.
Ở chỗ này chúng ta mới thấy một điều lạ nữa. Hồi nãy cũng như giống như là nước, thì cái tâm niệm của mình và tâm niệm của cây cỏ nó có một cái gì giống nhau. Mà thường á là những cái nơi mà có một cái nhu cầu lớn là hư không sẽ đáp ứng. Ví dụ như chúng ta thấy là một cái vùng mà cây rừng nhiều á, mà nó cần nước á, thì tự động mưa phải rớt xuống không? Tại rất là nhiều cái cây rừng có một cái tâm khát khao nước, thì tự động có mưa. Đây là cái điều mà chúng ta phải thấy. Còn gió thì ví dụ như bây giờ cái vận chuyển của gió là cái gì? Gió là nó có một cái chức năng giống như là một cái sự điều hòa nhiệt độ. Ví dụ như cái vùng này nó bị thiếu, bị năng lượng mặt trời đốt cháy một cái vùng không khí này, thì gió chỗ khác ùa về để bù đắp. Thì chúng ta tự động chúng ta nghe có một cái cơn gió ào đi tới, thì gió tới để gì? Để điều hòa nhiệt độ ở cái vùng đó. Chức năng của gió luôn là như vậy. Thì cái nhu cầu thiếu không khí chỗ này thì không khí chỗ kia ùa về, mà không khí chỗ kia ùa về thì nó tạo thành gió, tạo thành bão. Và cái vùng nào mà tâm niệm con người á, nó không được tốt á, tức là cái phát sóng tâm thức của chúng ta không được tốt nhiều quá, thì cái vùng đó sẽ bị ảnh hưởng gió bão nhiều. Ở đây nói là đụng chạm tới mấy người bị thiên tai phải không? Nhưng mà sự thật khắp thế gian của chúng ta kiếm một cái vùng nào mà tâm niệm của người ta hiền từ bây giờ bắt đầu hiếm rồi. Do đó mà gió bão khắp nơi, tâm chúng ta động nhiều, mà chúng ta động theo cái chiều hướng càng lúc nó càng mãnh liệt, càng lúc nó càng rắc rối thêm cho con người, chứ không bao giờ chúng ta dao động để cho người bình yên. Do đó mà thiên tai nó sẽ càng lúc càng mãnh liệt hơn trong cái vũ trụ này, để nó đới, những cái cơn lốc xoáy nó sẽ tới mãnh liệt hơn, và con người ta phải nhận chịu cái hậu quả dao động tâm thức của chúng ta. Chúng ta phải chịu cái điều đó thôi. Thì khi nào mà chúng ta không có bị cái nghiệp đó thì chúng ta tự động có cái gì khiến chúng ta rời khỏi cái vị trí đó. Còn người nào mà có nghiệp thì mò tới đó. Tự nhiên cái mình ở cái xứ của mình ha, chỗ này rất là yên ổn, nhưng mà cái nghiệp mình phải chết vì cái chuyện đó, là nó mò tới cái chỗ động đất hay là chỗ gió thổi là mình bị chết chung với người ta. Còn mình không có nghiệp, mình đang ở chung đó nhiều năm, cái tự nhiên cái mình xách gói mình đi đâu chơi du lịch vài ba ngày cho đó bị tai nạn. Thế thì cái tâm nghiệp của chúng ta, thành ra cái tâm của mình nó dao động mạnh á thì nó làm ảnh hưởng tới thiên nhiên này. Ảnh hưởng tới thiên nhiên này, mà rõ ràng là khắp vũ trụ này 8 tỷ người chúng ta đã dao động ở cái chừng nào chúng ta biết rồi không? Rất là khủng khiếp. Con người ta chưa bao giờ dừng cái tâm mình lại được, và dao động theo cái chiều hướng là không có hòa hợp gì cả, hơn thua sâu xé giành giật nhau không. Nên là mỗi một cái lần mà chúng ta phóng một cái tâm thức đó ra ngoài vũ trụ này là nó tạo thành một cái từ trường rối loạn. Và mỗi một ngày là không biết là bao nhiêu tâm niệm rối loạn đó nó được phóng ra cái vũ trụ này. Thành ra một người mà tu của chúng ta phải nói thật sự là một sự đóng góp rất tốt cho cái hành tinh xanh này. Chỉ cần 5 phút, 10 phút mà chúng ta ngồi yên thôi, hoặc là chúng ta khởi những ý niệm hòa hợp tốt đẹp thôi, là những cái từ trường đó bắt đầu đi vào không gian này, nó sẽ quá tán được một cái số rắc rối đang có trong cái vũ trụ này, nó làm giảm thiểu đi. Do vậy mà cái vùng nào mà cái người tu nhiều á thì tai nạn, dù có ví dụ như dù có thiên tai xảy ra ở vùng đó thì người đó ít, cái vùng đó ít bị tai nạn. Có xảy ra nhưng mà ít bị tai nạn. Bị tai nạn nhiều, bị ảnh hưởng nhiều là cái vùng đó chúng ta thấy cái tâm thức của người ta nó bị loạn lắm, rất là loạn, cho nên nó mới kết nối được những cái từ trường đó tới với mình. Chúng ta nhìn kỹ có phải vậy không? Những cái vùng mà trung tâm tu tập tốt đó, thì có xảy ra tai nạn nó ít, cái người trong vùng đó ít. Chúng ta không có dám nói nhiều cái này nó bị đụng chạm. Nhưng mà đó là một cái sự thật. Cho nên là một người mà chỉ cần một ngày chúng ta niệm Phật thôi, một câu niệm Phật của chúng ta thấy vậy cho nó phát ra một cái sóng trường ở trong không gian này, không phải một chỗ mình đâu mà nó đi khắp. Thì nếu mà nhiều người niệm Phật, nó sẽ kết nối thành một cái từ trường lực bình an đó thì tới nhiều người, nó cũng soi dịu được cái sóng trường mà náo động của không gian vốn có này.
thì nó cũng rất là có lợi. Cho nên cái người tu, tu nhiều thì phước nhiều là gì? Chúng ta đóng góp một cách rất là âm thầm mà rất là nhiều người không biết. Từ trường hợp rồi chúng ta hiểu được cái dao động sóng thức chúng ta nó ảnh hưởng thành cái từ trường lực trong không gian, thì chúng ta mới biết được cái giá trị của người tu. Cho nên là mọi người bình an thì sẽ làm một vùng bình an là gì? Lực của họ đủ có thể lan tỏa được một vùng nếu họ thực sự bình an. Mà chúng ta càng có nhiều người bình an thì cái vùng trời đó nó khác hẳn với cái vùng trời khác, yên ổn và thanh tịnh, an lạc. Cho tới những cái cây cỏ chung quanh cũng hưởng được những cái này, hưởng được. Cho nên cái dao động của tâm chúng ta nó rất là nguy hiểm, rất nguy hiểm. Mỗi một sự dao động tốt nó sẽ có ảnh hưởng tốt tới vũ trụ nhân sinh này, dao động xấu là ảnh hưởng xấu liền. Thật ra chúng ta tu được một ngày là chúng ta mừng một ngày. Mừng cái gì? Là tự mình tự an mình rồi, mình còn đóng góp được một số cái làn sóng tốt cho cái vũ trụ này một ngày. Thì cái phước báo chúng ta nhìn thấy nó không có gì, nhưng mà phước báo chúng ta mỗi ngày mỗi tăng theo cái ngày tu tập của mình. Tâm niệm chúng ta hoàn toàn tốt đó, thì cái từ trường nó lại mạnh hơn. Nó sẽ phóng thích ra, nó sẽ đi đến trong không gian, trong vũ trụ này rất là nhiều. Và những cái từ trường nó được kết nối lại mà mạnh đó, thì nó sẽ đi đến những cái vùng mà bị dao động nhiều, nó sẽ so dịu rất là lớn. Cho nên tại sao là có những cái mà những cái chuyện mà chúng ta bị rắc rối mà nhờ có một người nào đó họ hướng tâm tới mình, cái tự nhiên mình yên đó. Đó là một cái dạng dao động tâm thức nó mãnh liệt. Tức là nếu mà mọi người mà cái tâm họ mạnh á, cái tâm lực họ mạnh á, họ hướng tới mình á, mình đang có cái chuyện rắc rối mà họ chỉ cần nghĩ tới mình thôi là tự động mình yên. Chứ đừng nói là không có, có. Chúng ta đang dao động chúng ta đang khổ đau thế này thế kia, nhưng mà người ta hướng tâm tới mình, nếu là thực sự là một người bình an có đức, họ chỉ cần nghĩ tới mình thôi là mình yên. Không phải không có. Và họ có thể chuyển được mình một chút phần nào đó, chút thôi chứ không nhiều, tại vì cái nghiệp của mình nó có khi cái nghiệp của mình nó chống chọi lại. Nghiệp mình nó mạnh quá, người ta không có thể lôi cuốn mình ra được. Nhưng thật ra có chứ không phải là không. Cho nên những cái khi mà ở trong Phật giáo có những cái buổi lễ gọi là cầu an này nọ nơi kia, mà có những người mà tiếp nhận được á, để cái đời sống họ bình an nó có xảy ra chứ không phải là không. Đây không phải là cái điều mê tín dị đoan đâu, có hết. Thật ra cái nếu là tới cái lễ cầu siêu cũng vậy, cái tâm thức của một cái người chết họ rất là tối tăm, nhưng mà khi một người mà có đức á, mà họ kỳ siêu á, thì cái lực tâm của họ đã xuyên thủng hết mọi cõi giới rồi, nó tới với cái tâm thức của người này, khiến người này chợt tỉnh rồi. Giống như cái chuyện của bà Thanh Đề trong kinh đó, nếu bả mà không được cái lực tâm của những cái vị thánh tăng thì bả không cách nào thoát khỏi cái đó rồi. Hơn trước đó cái tâm hồn còn đen tối, còn sợ là người ta cướp giật của mình, là lấy tay che cơm ăn, cơm bốc thành lửa vân vân, thì cái tâm niệm xấu ác đó đã dùng chứa trong tâm thức của họ, không có cách để họ thoát ra. Nhưng mà cái thanh tịnh của đại chúng và của Đức Phật quá lớn, hướng về thì bà dù có chống chọi cỡ nào cũng không có lợi với cái lực thanh tịnh kia. Mà lực thanh tịnh kia là toàn là những cái định lực. Cho nên nếu mà chống chọi không được, phải chấp nhận cái định lực đó đó, chấp nhận cái lực thanh tịnh đó đó. Mà cái lực thanh tịnh đó là không phải khế ứng với cõi địa ngục được. Cho nên bà phải ở theo cái lực thanh tịnh đó mà về cõi trời. Nó chuyển tâm thức đó, chuyển tâm thức một cách hoàn toàn với cái lực của chư vị thánh tăng. Thật ra là khi mà chúng ta được mà các vị mà có đức để mà kỳ an kỳ siêu thì nó lại có lợi. Hoặc là cái lực của đại chúng mà trong đó chỉ có một vài người họ có tâm thanh tịnh đó, thì cái lực rất lớn và rất có lợi cho những người mà chúng ta cầu an hoặc cầu siêu. Nhưng có nhiều khi chúng ta thấy rất lạ là có một cái người đó bệnh ha, bình thường thôi. Nhiều khi cái ông thầy này không phải là thầy thuốc, cũng phải là thần thánh gì, nhưng mà mình quen ổng rồi, mình điện mình nói thưa thầy giờ con đang bệnh gì á, thầy thấy sao, hoặc là người nhà con đang bệnh vậy thầy thấy sao rồi nữa. Ổng nói không sao đâu con, ít bữa hết rồi, hết thiệt á. Nó nói giống như ra lệnh vậy đó, 3 ngày sau hết bệnh. Nó có chuyện đó, không cần uống thuốc. Chuyện này kể ra giống như huyền thoại. Thực sự là nó cái mức độ cao của nó, ta dùng là cái y đức ấy, cái đức của người đó nó đủ để có thể chuyển cái tâm, chuyển cái nghiệp của người kia trong một cái thoáng chốc để cho họ vượt qua một cái bệnh tật ấy, là cái tâm lực của họ làm được.
chứ không phải là thuốc, không phải là thuốc nữa. Cho nên những người mà có đức chỉ cần đụng tới thuốc, muốn cho người kia hết bệnh thì người kia cầm viên thuốc uống, người kia phải hết bệnh theo ý của người này, chứ không phải là thuốc hay. Mà nó cũng không thần thánh gì đâu, tức là nó chỉ là cái chuyện âm dương thôi, chuyện âm dương thôi. Như một ly nước rất là bình thường, nhưng mà chúng ta đang mệt mà người đó cầm cho chúng ta uống là chúng ta khỏe. Không có thần thánh gì đâu này hết, cái ly nước được qua tay người này nó rất là dương. Trong khi chúng ta kiệt sức, chúng ta mệt, tức là âm. Cho nên đụng cái ly nước của một người dương đưa chúng ta uống, chúng ta khỏe liền. Cái chuyện này cũng dễ giải thích chứ không có khó cho đó. Mà có khi chúng ta bị mệt mỏi, hay là có khi chúng ta bệnh hoạn, mà chúng ta gặp được một người có cái dương lực, ngồi chơi nói chuyện cười cười cà rỡn chơi với mình đó, nhưng mà mình khỏe vô cùng. Cái lực của nó có. Nó ra khi mà cái hướng tâm của người ta rất là lạ. Chỉ cần ở bên kia nghe điện thoại, nghe âm thanh của người bên đây thôi là bên kia đủ đổ mồ hôi bên đó rồi. Không phải chuyện đơn giản. Cái lực người ta mà khi mà đã tập trung để hướng tới người đó là người đó tự động nhận được. Cái này phải đòi hỏi những người có tâm lực lớn, tức là phải có công phu, phải có một cái chút thiền định gì đó thì sẽ giúp ích rất là nhiều người. Có những người đau rất là đau, nhưng mà chỉ cần là nói chuyện với mỗi người có tâm lực là hết đau liền tại chỗ. Hết đau liền. Thật ra chúng ta thấy cái chuyện mà trị bệnh cách không rồi là cái chuyện có chứ không phải là không. Khi từ nước này qua nước kia họ điện thoại mà giải quyết được cái bệnh bên kia. Cái chuyện này là chuyện có thật chứ không phải là huyền thoại. Tại vì khi mà chúng ta hiểu được cái tâm lực rồi á, cái ý niệm chúng ta nó xuyên tâm giới chứ không phải là cái khoảng hư không này nó không có là cái gì. Khi họ muốn sử dụng tới cái đó là họ sử dụng được, họ làm được. Mà những người mà cái có cái duyên á, ví dụ như thân với những vị thầy có lực á, mà họ gặp một cái chuyện đang rắc rối đang hoạn nạn, mà họ nhớ tới người này, họ chỉ cần nhớ thôi á là đã khác rồi. Nhớ thôi mà báo tin cho người này biết là bắt đầu chuyện biến chuyển liền, trong vòng mấy giây thôi là đã có biến chuyển. Thật ra có những cái trị bệnh chúng ta không có thể nói là uống thuốc, không thể nói là thuốc hay đâu. Thuốc hay nó còn những cái bên sau nó rất là lớn, đó là tâm lực chứ không phải là chuyện đơn giản. Là khi mà chúng ta khởi động, mà chúng ta động kiểu nào nó sẽ ảnh hưởng tới cái người xung quanh chúng ta. Chúng ta thử ngồi chung với đứa con nít hồi mình cũng động theo à. Chúng ta thả con khỉ trong nhà cho nó chạy một hồi là kể như mình bị động theo con khỉ liền. Không có chạy đâu được hết. Chúng ta ngồi yên với người yên thì tự động hồi mình cũng nghe mình an. Đó là cái sự thật. Cho nên cái động tâm á, chúng tôi nhớ hồi xưa mỗi khi chúng tôi coi cái bộ phim của Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Thì phim này chiếu cũng lâu rồi. Và lúc đó mình cũng hiểu thiền nhấp nhem cũng chưa biết gì lắm. Ông đang nằm ngủ rồi, cái ông ngồi kế bên cạnh đang ngồi thiền. Ông nói ngươi đừng có làm động ta chứ, để cho ta ngủ. Ông kia nói tôi đang ngồi thiền mắc mới vậy ông mà làm động. Ngươi nãy giờ ngươi vọng động quá trời làm ta ngủ không yên. Nhưng mà đó mình không hiểu ý này. Rồi tới giờ phút này chúng ta mới thấy ra. Rõ ràng mình nằm ngủ bên cạnh một người dao động mình cũng khó ngủ yên lắm. Họ đang ùng ùng ở trong lòng của họ mà mình nằm bên là hồi mình cũng bị ảnh hưởng. Họ nghĩ trong đầu thôi là mình đã bị ảnh hưởng rồi. Đây là một cái sự thật chứ không phải là không có. Thế cho nên là nếu mà trong cái thời đại mà loạn lạc á, mà chúng ta tu được là một điều rất khó. Tại vì lúc nào trong cái từ trường của không gian nó cũng dao động, phải nói là dao động khủng khiếp. Cái tâm con người ta lúc nào cũng tham, cũng sân, cũng si, cũng mong cầu, cũng ước muốn, cũng giận hờn, cũng phiền não, đủ thứ chuyện hết. Thì khắp không gian này là từ trường đó. Bây giờ mà chúng ta ngồi được một chỗ để chúng ta thoát được cái từ trường đó ra, thoát được cái đống xà nùi đó ra thì thiệt là phải nói là chúng ta rất là giỏi chứ không đơn giản. Thật ra trách gì mà thời này chúng ta ngồi thiền ít định đó, định lắm. Cái trừ trường hợp là chúng ta được ở trong môi trường đó là được tu tập tốt đó. Thì cái định lực của một cái vị chủ trì đó, vị thầy ở đó hay là cái đạo tràng đó, nó đã tạo được cái từ trường lực đó rồi. Cho nên chúng ta tới đạo tràng đó cái chúng ta nghe yên và bắt đầu mình ngồi thiền mình yên luôn. Còn mà từ cái ngôi nhà của mình á, mà mình tạo được cái từ trường đó rất là khó. Thật ra là cái người nào mà muốn tu đạt tới cái mức độ chuyên môn á, đạt tới chiều sâu chuyên môn thì chúng ta phải có một cái phòng tu riêng. Tại vì hôm nay chúng ta tu được một tầng,
tức là tạo được cái từ trường trong cái phòng riêng của mình, nó tới cái chỗ đó rồi á, thì ngày mai chúng ta được cái yên đó để chúng ta tiến thêm bước nữa. Còn nếu mà bây giờ mình nay mình ngồi ở đây được miếng rồi, cái mai mình lại chỗ kia miếng, mốt lại chỗ nọ miếng, rồi mình quay trở lại đây, nó tạo từ đầu, tạo lên từ đầu. Thì cái dao động tâm của chúng ta nó bắt đầu nó tạo lập lại cái năng lượng của cái vùng đó ngay từ đầu, cho nên rất là khó định, rất là khó định. Vì vậy mà chúng ta nhìn thấy tại sao trong cái thời Đức Phật các vị thánh tăng chứng đạo đông, vì cái lực định của Đức Phật đã quá khủng khiếp rồi. À, nhiếp phục hết nguyên một cái vùng trời lớn, cho nên chư tăng lại đó chỉ còn có nước Ngộ Đạo thôi, không còn đường khác. Không có cái cách nào khác hết. Không có thể nghĩ bậy được trước mặt Đức Phật đâu. Rồi chúng mà khoảng mấy ngàn người đó hả, là vô đạo tràng để ngồi một cái là gần như là mở tâm ra để hứng đạo lý thôi, chứ không còn chuyện khác. Không có một chuyện thứ hai được. Mà chúng ta học đạo cũng vậy, chúng ta thấy khi mà chúng ta vào đạo tràng á, có những đạo tràng nó không có cái tổ chức gì hết á, nhưng mà chúng đó có thể ngồi yên được. Cái lực của một cái vị giảng sư, chúng ta mới thấy rõ ràng nó có một cái lực riêng. Chúng ta đi nhiều đạo tràng nghe pháp rồi, chúng ta thấy điều này. Có những vị giảng sư ràng giảng rất là hay, nhưng mà trong cái đạo tràng nó có một cái gì đó, nó không có tập trung. Không tập trung, tại vì cái lực người kia không có đủ để nhiếp chúng á. Không nhiếp trong đạo tràng nó được. Mặc dù là cũng mà cho tổ trưởng, tổ phó, một tổ tưởng là quản lý năm tổ viên rồi ngồi bên cạnh để nhắc nhở tùm lum, chứ mà cũng nháo nhào ở trong á. Nó không có uy lực, không có uy lực của Tam Bảo. Thì chúng ta phải cảm nhận được cái lực này ở trong Tam Bảo á, chúng ta mới thấy rõ ràng là Phật Pháp nó có một cái gì vi diệu ở bên tra sao, chứ không có thể nói chuyện mà cái hình thức bên ngoài. Bất kỳ mỗi người Tam Bảo nào mà gọi là có chút uy lực á, chúng ta tới đó chúng ta sẽ thấy một cái khác hẳn. Bước vô cái khuôn viên đó, chúng ta thấy khác hẳn với cái không khí bên ngoài. Tức là nếu chúng ta tinh tế một chút, chúng ta bước vô cái ngạch cửa, chúng ta khác hơn ở ngoài hành lang đó. Thật ra những người mà nghe pháp mà ở ngoài càng xa chừng nào thì càng bị lỗ chừng đó. Càng bị lỗ chừng đó. Thế khi cái lực của người giảng sư không đủ để tới cái chỗ mình ngồi, mình chỉ nghe âm thanh thôi nhưng cái lực nó đã thiếu rồi. Cho nên khi nghe pháp mà chúng ta nghe qua cái băng giảng á, nó mất hết khoảng 90% cái lực đó rồi. Chỉ còn 10% cái âm thanh thôi, 10% âm thanh thôi. Cái lực của một cái vị mà có tu tập chúng ta thấy rất lạ. Mà điều này là chúng ta nên phải có một cái chút hiểu biết để nhận ra. Mà biết được vậy đặng chi để mình có thể ổn định được cái gia đình của mình. Mình đủ tự tin là có thể chuyển được gia đình của mình. Nếu chúng ta tu tập tốt, chúng ta muốn là cái người bên cạnh mình, ví dụ như bây giờ trong gia đình chỉ có người đi tu thôi. À, mình muốn cho gia đình mình tu theo, mình không biết cách nào, cho người muốn kìm cách này, nhờ băng giảng này, nhờ thầy kia nhắc nhở, nhờ thầy nói nhắc nhở, không bằng. Chính mình chỉ cần một đêm thiền định trong nhà mình mà đạt được rồi là mấy người này tự động đi theo. Cho nên có rất là nhiều người mà đi chùa nói là không chuyển được gia đình, nó là biết rằng người đó tu không có lực. Tu không có lực, phải trách mình chứ không có đổ thừa lý do. Mình tu không có ra gì hết, đâu có ảnh hưởng được ai đâu. Còn nếu mình tu có lực rồi là chung quanh chúng ta tự động bị cuốn hút, chứ mình không bị người ta hút ngược lại. Nên những người nói là con ăn chay, bây giờ gặp gia đình khó khăn quá, con không thể ăn chay được, tôi biết là tại là tu không tới. Cái tâm lực mà quyết định ăn chay của mình nó không đủ để mình có thể vượt qua những cái khó khăn. Và nếu mà lực ăn chay mình đủ, mình sẽ cuốn những người chung quanh ăn chay theo mình. Ví dụ vậy, hoặc là tối mình tụng kinh rất là thành khẩn mà có lực á, thì lần lần mấy người nhà chúng ta mò ngồi sau lưng á. Bắt đầu không biết tụng kinh nhưng mà phải ngồi sau lưng mình. Họ thích ngồi sau lưng để họ được hưởng cái gì đó mà họ không diễn tả bằng ngôn ngữ được. Đó là những cái tâm lực nó phát ra cái sóng từ đó. Thật ra khi mà chúng tôi cũng có hay nhắc nhở một số Phật tử, nếu mà chúng ta bắt gặp những cái cuồng băng nào mà chúng ta thấy mình đủ cái hiểu biết và tự tin rằng đó là chánh pháp rồi á, thì chúng ta cứ bắt trong nhà mình đi. Ban đêm cứ bắt suốt đêm, đừng có tắt. Ngủ thì cứ ngủ, thức dậy nghe được miếng nào thì cứ nghe chứ đừng có tắt. Lúc nào chúng ta có nhà chúng ta cứ bắt. Thì chính cái những cái lời chánh pháp nó sẽ phá được những cái tà khí trong gia đình chúng ta, khiến cho gia đình chúng ta sau một thời gian ngắn nó sẽ biến chuyển tốt. Đó là điều thứ nhất. Cái lực của chánh pháp nó rất là lạ.
cái sóng âm nó được vang lên ở cái vùng đó, nó sẽ làm cho cái đất địa đó nó thay đổi, làm cho gia đình chúng ta thay đổi. Và thứ hai nữa là những người mà ngủ chung quanh chúng ta mà được lọt lỗ tai những cái lời đó trong giấc ngủ thì bảo đảm là họ hiểu đạo sâu. Họ không đi chùa nhưng mà họ nghe kiểu đó là coi chừng họ hiểu đạo hơn mình đó. Tại vì cái lúc mà họ ngủ cái thức họ lắng xuống rồi, cho nên những âm thanh nó đi sâu vô tới tiềm thức của người ta. Khi người ta hiểu tới cái điều này, họ không phải hiểu do là họ đi chùa nữa. Một thời gian họ giật mình, họ thấy ủa sao mình hiểu biết đạo quá trời mà mình không đi đâu, mình đâu có học đạo với ai đâu, mình học đạo trong giấc ngủ. Có những khi chúng ta ngồi ở đây, tâm thức chúng ta dao động, chúng ta nghe lời, chúng ta không có nhận hết cái ý và không nhận tới chiều sâu. Nhưng mà trong lúc chúng ta ngủ á, tâm chúng ta rất là yên, nó lắng xuống, thành ra cái lời pháp nó rất trọn trong tâm của mình. Cho nên nghe pháp cái kiểu đó đó hả, là một thời gian mình rất là giỏi, mình không hay, mình nghĩ là mình ủa sao tôi mới đi chùa một thời gian à, tôi mới nghe bắt băng một thời gian mà sao ông thầy sau này ông nói gì mình cũng hiểu được hết. Hiểu được hết mà gia đình nó biến chuyển. Thành ra cái sau này chúng ta có điều kiện chúng ta sẽ nói là cái giá trị của sóng âm trong đời sống đó. Có những cái sóng âm nó dao động á, làm cho người ta loạn. Có những cái sóng âm dao động làm cho người ta yên. Như mình á, mình để ý đi nha, trong đời sống đời thường thôi, mình nghe âm thanh người đó là tự động mình bực rồi. Cái nghiệp của họ nó tràn ngập những cái chịu điều phiền muộn á, thì họ nói chuyện với mình nghe họ phát âm á, đầy cái sự rắc rối bực bội trong đó, khiến mình tiếp nhận, mình nghe nó khó chịu. Còn có những cái loại âm thanh cũng đã nói chuyện bình thường thôi mà mình thích nghe, mặc dù nó không hay ho gì hết á, nhưng chúng ta thích nghe cái âm thanh đó tại vì nó xuất phát từ cái tâm gì á, cho mình nghe mình nó cảm thấy nó có một cái gì yên ổn cho chính mình, mặc dù chúng ta không phải là hiểu cái nghĩa đó, nhưng mà chỉ cần nghe âm thanh chúng ta nghe dễ chịu. Nó rồi nó lại có những cái âm thanh như là những âm nhạc, những âm nhạc nó xoa dịu cơn đau. Ví dụ có những cái chỗ mà họ mổ xẻ họ chỉ bắt băng nhạc nào đó lên thôi, thì người đang bị mổ họ nghe được cái nhạc đó, nó làm dịu cái thần kinh của họ để họ bị mổ mà không bị đau. Nên là có những cái loại âm thanh mà làm chúng ta loạn liền, chỉ cần nghe cái âm thanh đó lên là tự động mình không yên. Và cái người mà khai thác được cái chuyện này nhiều nhất là Kim Dung. Chúng ta coi truyện Kim Dung, chúng ta thấy là Kim Mao Xuyên Dương Tạo Tốn mà hét lên một cái rồi á, gấm lên một cái rồi là đinh tai điếc óc hết, đúng không? Còn Hoàng Diệt Sư có một cái tiếng gì, tiếng sáo, ổng thổi lên một cái là không ai có thể đứng yên được, ngã nghiêng ngã ngửa, đảo lộn. Mà những người ổng diễn tả là trong cái lúc mà để kiểm tra Châu Bá Thông là cái người mà còn nguyên hay không, còn nguyên trinh hay không. Khi mà Châu Bá Thông được nhốt ngoài đảo với Trương Du Kỵ á, thì Hoàng Diệt Sư thổi một cái điệu sáo lên, thì Châu Bá Thông té lộn nào mà Trương Du Kỵ nằm tỉnh queo. Chứng tỏ là Trương Du Kỵ còn nguyên, còn Châu Bá Thông đã có dính dấp có dính dấp với người khác phái. Tiếng sáo đó là người mà có dính dấp người khác phái là bị đảo lộn liền. Một sự kiểm chứng rất là tuyệt vời. Châu Bá Thông sống rất là vô tư, người ta nghĩ là ổng từ nhỏ lớn ổng là đồng tử, kêu là đồng tử tức là người không có gì. Nhưng mà thật sự trước kia Châu Bá Thông đã có một lần dính dấp với người chị của mình, chị dâu hay gì đó, dính dấp đó rồi mới bỏ trốn đi luôn. Nó thành ra có những cái loại âm thanh mà khi nó phát ra nó có thể cân đo được cái não bộ của mình. Não bộ của mình, đây là một điều rất lạ về âm thanh. Nhưng mà chúng ta thì chưa có đào sâu về cái chuyện này nhiều. Ví dụ như có những cái ngôn ngữ, những cái âm điệu của nó mà chúng ta nghe thì chúng ta không có cách nào chúng ta ngủ được. Nhưng mà có những cái âm điệu mà chúng ta vừa nghe là chúng ta rất dễ ngủ liền. Thật ra sau này mà chúng ta thấy có những cái chùa các vị để một số loại âm thanh phát ra đó. Những âm thanh đó là những âm thanh mà làm cho cái tâm của người đi tới ngồi trong đó nó tự động nó lắng dịu xuống. Mà nếu mà âm thanh nó được phát thường ở trong cái vùng đó thì cái người tới đó được dịu, nó xóa được cái trường lực xấu. Cái âm thanh làm những cái gì nó hết sức là quan trọng. Vì vậy mà những cái lời kinh á, ví dụ như ngay cả cái ngôn ngữ Nam Mô A Di Đà Phật á,
Nó là một cái sự, mình không phải dùng từ tính toán, mà là một trí tuệ thực sự của các vị tổ sư. Các vị cho chúng ta niệm cái âm đó để làm dịu cái tâm thức của chúng ta. Hoặc là bên Mật Tông thì có nhiều cái ngôn âm. Ví dụ cái từ ôm trị bệnh của họ, họ chỉ niệm một tiếng thôi mà rõ ràng là người nghe họ tự động họ bị rớt vào một cái chân trời không nào đó. Tâm nó sẽ yên. Mà Mật Tông thì các vị sử dụng nhiều cái này. Có những bài chú làm cho chúng ta trong vòng khoảng 5-7 ngày là chúng ta hết sân được, trị được cái bệnh sân của mình. Có những cái bài chú mà nó làm cho chúng ta khô được cái tình cảm. Ví dụ chú Lăng Nghiêm. Chú Nghiêm không phải là năm đệ đó đâu, mà là một bài rất ngắn ở trong Lăng Nghiêm. Chúng ta tụng thời gian là mình bị khô đi cái tình cảm ái nhiễm. Khô thiệt á. Chúng ta không có nhiễm ái được nữa. Chứ không phải là không có. Thành ra cái những cái kinh tụng trong Phật giáo nó có những cái năng lực thực sự. Những ngôn ngữ mà các vị tổ sư, các vị đã đạt đạo rồi, họ nhận ra được. Cho nên cái âm, cái âm thanh là cái dao động sóng âm. Mà cái dao động sóng âm nó xuất phát từ cái tâm nào để nó ra cái sóng âm tốt hay xấu trong vũ trụ này, nó tạo thành một cái sự động hay là tịnh trong cái cõi giới của cái người đang ở là một cái điều rất thật. Và sau này chúng tôi nghĩ là khoa học nó sẽ phát triển đến một cái tầm cao, họ thấy được cái giá trị của âm thanh rồi á. Họ không bao giờ, ví dụ như một cái đất nước mà họ đã hiểu biết được điều này rồi á, thì cái văn hóa mà âm nhạc của họ sẽ đi vào một chiều hướng khác. Bây giờ con người ta cái tâm nó dao động đến một cái tầng mà phải nói là nó sụp đổ rồi. Cho nên có những cái hội trường á mà mình bình thường mình bước vô mình bể ngực mình được, mà thiên hạ lại nhảy múa trong đó được, tôi không hiểu là họ tới cái mức nào rồi. Ở xa là mình nghe đã chịu không nổi rồi. Có những cái loại nhạc mình muốn vô cái quán mình ngồi mình yên tĩnh uống cà phê mà nghe cái nhạc đó là mình phải đứng dậy mình chạy ra, chứ không thể ngồi lâu được. Mà người ta lại là rất là thích thú. Hay là cái tầng tâm thức của người ta nó dao động tới một cái tầng quá xa bên ngoài, khiến cho họ mất đi cái yên tĩnh của nội tâm. Và rõ ràng là trong cái thời này một người có yên tĩnh nội tâm là hiếm lắm. Cho nên những cái mà văn hóa, những cái phong tục văn hóa mà đem đến với cái từng thời đại á, thì chúng ta đủ có thể nhận định được cái tâm thức người ta đi tới đâu. Những cái người mà chúng ta bước vô nhà mà nghe họ sử dụng loại âm nhạc gì, hoặc là họ xem một cái loại phim gì, một truyện gì, là chúng ta đủ nhận biết là cái tâm thức người đó tới đâu. Đủ nhận biết. Thế nên là cái động từ mình á, cái động từ mình nó sẽ là những cái dấu hiệu, những cái biểu hiện trong cái đời sống tâm linh của mình, chứ không phải là không có. Nên là cái dao động bên ngoài, cái sinh hoạt bên ngoài của chúng ta là những cái mà biểu hiện hết đời sống riêng tư của mình. Thật ra nếu mà chúng ta đưa cái đời sống chúng ta đến mức độ trầm lắng á, thì cái biểu hiện dao động chúng ta nó trầm lắng. Mà lạ lắm, cái dao động tâm chúng ta nó càng lắng dịu chừng nào thì những cái cử chỉ, những cái sinh hoạt chúng ta càng im dịu chừng đó, càng chậm lại. Tâm dao động chậm thì cái khí thở chúng ta bắt đầu chậm. Rồi cái động của cơ thể chúng ta nó lạ. Chúng ta ít động về hơi thở thì cái đầu chúng ta sẽ lắng dịu. Đầu chúng ta lắng dịu đến cái chừng mức mà nó cái hơi thở chúng ta lắng dịu tới chừng mức mà gần một người bên cạnh không nghe chúng ta thở nữa là cái đầu chúng ta nó gần như nó lắng tâm gần hết. Thành ra cái động, cái gió này nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cái ý. Ý và cái khí nó gần như là một á. Thành ra tất cả những người nhập định là chúng ta sẽ thấy rằng gần như họ tắt hơi thở. Còn thở mạnh không bao giờ định được. Thở mạnh là không bao giờ định được. Thành ra cái phong là một cái gì nó ảnh hưởng rất lớn đối với cái tâm. Cho nên nếu mà chúng ta muốn tu tập tốt á, muốn điều thân tốt để đạt được những định sâu á, là chúng ta phải điều chỉnh được cái hơi thở của mình á. Làm chủ được hơi thở thì chúng ta mới đi vào định được. Hoặc là có những cái cách thức để làm cho chúng ta lắng dịu được hơi thở của mình á, thì người đó sẽ vào định. Còn nếu không chúng ta khó. Cái dao động, tức là cái phong ở trong người chúng ta, cái gió trong người chúng ta mà mạnh á, thì tùy theo cái tâm lượng của mình mà gió nó tới với mình mạnh hay nhẹ.
Không, cái tâm chúng ta dao động nhiều là chúng ta hít thở thô. Cái tâm chúng ta dao động ít là cái hít thở chúng ta nó sẽ tế đi. Tâm chúng ta càng lắng chừng nào thì cái hít thở nó càng tế chừng đó, và trong chúng ta đạt định thì gần như tắt hơi thở luôn. Thì tùy theo tâm mà nó có cái hơi, có gió tới. Thì tâm mà có gió tới. Cho nên là nếu mà chúng ta học được điều này rồi, để chúng ta thấy rằng mình động hay là mình tỉnh là do mình rõ ràng. Và nó có những cái cách thức, những cái phương pháp tu tập để cho chúng ta được lắng tâm của mình bằng khí thở, bằng khí thở. Rồi khí thở và âm thanh và cái tâm thức chúng ta nó gắn kết với nhau, nó hòa quyện với nhau thực sự. Và nếu mà chúng ta được một cái duyên mà chúng ta được tập tu ở một cái môi trường mà nó có cái từ trường tốt đó, thấy tiến bộ nhanh. Nên rõ ràng cũng phải nói là rất là thương quý Phật tử là về nhà. Chúng ta về nhà chúng ta rất là khó tu. Rất là khó tu. Chỉ trừ trường hợp là cả gia đình của mình đã tạo được cái không khí đó rồi. Hoặc là cái người nào mà có được một cái phước là có một cái phòng riêng cho mình rồi á, thì mới có thể tiến bộ công phu được. Còn ai mà không có tạo được cái phòng riêng để tu á, tu có lâu lâu mình thấy mình cũng nguyên, nó không ít có thay đổi đâu. Quý vị lập riêng cái phòng cho mình tu rồi, một thời gian quý vị sẽ thấy khác đi liền. Khác đi rất là nhiều. Nên là cái môi trường nó là một cái gì hết sức quan trọng. Nó là sự dao động đó. Dao động đó nó quan trọng lắm. Chúng ta phải cố gắng tạo riêng cho mình một cái không gian yên tĩnh để chúng ta hưởng được cái phần tâm linh của chính mình thật sự tốt lên. Chứ nếu không là chúng ta bị dao động hoài. Ai mà muốn đi sâu vào chuyện chuyên môn của Đạo Phật mà không có một cái chỗ tu riêng là khó. Chỉ trừ những người mà cái gọi là cái căn khí họ lớn, họ đủ sức để vượt qua những cái dao động xung quanh, chứ còn không là chúng ta bị rớt hết. Và quý vị cố gắng là phải, nếu mà chúng ta muốn tu thì chúng ta phải điều chỉnh cái âm lượng của mình lại, phải không? Điều chỉnh âm lượng của mình lại, tức là điều chỉnh cái gió đến với mình, cái gió trong người của mình lại, thì chúng ta mới đi sâu vào thiền định, đi sâu vào đạo lý. Còn không là chúng ta bị dao động suốt rồi. Cái hít thở của chúng ta, cái đi đứng, cái động tịnh của chúng ta nó là một cái động của gió. Cái tay chân nhúc nhích là cái động của gió, đi đứng là cái động của gió. À, vui buồn là cái động. Gió nó sẽ làm cho chúng ta động đậy, chúng ta cử động, chúng ta nhúc nhích, chúng ta đi tới đi lui. Tất cả những cái sinh hoạt của chúng ta đều xuất phát từ gió. Và cái định tâm, cái loạn tâm cũng xuất phát từ gió luôn. À, cho nên cái gió là cái gì nữa, cái phong đại là cái gì hết sức quan trọng với mình trong cái việc tu tập, chứ không phải là đơn giản. Hôm nay chắc chúng ta ngưng cái buổi nói chuyện ở đây. Bởi vì chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ thể nguyện thành.